giờ ổng in là ai đọc. Không được luôn á. Mà mày đồ mày lấy sẵn rồi đâu cần tới này nữa đâu Dung. Đồ mày lấy sẵn rồi đâu cần tới này đâu. Nghĩ là chị nói vô qua là chị lấy sổ này. Mày có ai vậy? Mày bật lên máy này đi. Đưa cái điện thoại đó đây, bước tới lấy điện thoại chị đây. Để đi con không thì con lấy đá cục con đập ra. Ba dần chúng tay nha. Mày nhớ chuyện cái ao không? Chuyện dĩ dãn không? Cho kẹo dẻo đi, kẹo dẻo trước đi. Mày có nhớ chuyện dĩ dãn dơ dãi. Dơ dãi. Dĩ dãn dơ dãi. Tiến ơi, nói na chuẩn bị mai tao qua đón nó về. Dạo này tao đi làm sớm về trễ không đưa na. Nhỏ đi học được. Kêu đa đô nay về coi em kìa. Con đây, con đây anh Tèo kìa. Nó về nó có bị cách ly không? Nhắn sao? Mà nó phải báo người ta. Nó không cách ly công ăn việc làm của nó tùm lum nữa. Chào mấy chị. Gì? Cái gì? Thả đi. Lại bút cơm kìa. Lại bút cơm canh bí đao rồi. Ngon ơi là ngon. Cá cay 85 ngàn lóc nhà Hồng Châu ơi. Nói với mẹ coi sao à, để biết đường. Tại cái khu Bình Dương, bên Bình Dương mình đi tỉnh khác là vậy á. Ở đây mình bước qua cầu bên Bình Phước còn bị nữa mà. Sợ ảnh hưởng mẹ nó thôi, còn không ảnh hưởng thì cho nó về. Tại không ai coi đô na, không ai coi anh na. Để cho nó đi làm, con kia đi làm. Trang Vĩnh Hương. Còn mì thịt bằm nha Ngọc Phạm ơi. Hai vậy? Hai, nhưng mà từ từ, một máy trước, máy này lên 200-300 nữa rồi máy kia. Đưa đồ lên chị ra đâu rồi. Lên cái kẹo dẻo trước đi. Kẹo dẻo về được ít đúng không? Đưa lên 10 thùng đi. Còn cái 4K trái cây thì nắm không sếp và còn. Ok chị Thu Hà, mai em gửi cho. Chào nhỏ ơi nha. Ủa một hộp vậy có 12 hộp thôi hả? Một thùng có 12 hộp thôi hả? Có 12 bịch thôi hả? Vậy có loại một rồi hả? Tối nay lai đồ ăn gia dụng nha lên kêu không? Thịt phụ. Hả? Còn mì thịt bằm nha chị Ngọc Phạm ơi. Mì thịt bằm một thùng 195 ngàn. Tết vậy mát mẻ. Tối nay nó ngủ ngon nè. Xíu mại, còn xíu mại chị ơi 4 hộp 120. Cái gì trời? Thấm nát. 4 hộp 120. Kẹo dẻo này hôm nay về tới 3 vị luôn rồi mấy chị. Okay, chào chị Nguyễn Châu. Thư, mọi người ơi hôm nay mua đủ đơn là em đi nha. Mua đủ đơn em đi nha mấy chị. Ai mà mua dưới 200 ngàn là em để lại. Để em đi từ từ với lại. Ô hôm nay có món cái này mới nè. Cá cây dân Ngọc Châu. Tối quá hả? Sáng mà hả? Tối đâu rau miệng với tỏi còn chồng thôi đặt đi mai còn em gửi cho chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Bên đây mày ghi bài chưa? Chưa mấy chị ơi, mới chia sẻ bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Có bì cái gì chế nào ở đây nào thì chia sẻ đây đó giùm em nha. Rồi chỉnh áp bốn nút rửa bàn cho Sáu Linh chia sẻ rồi đúng không? Bỏ lên đây chịu không à? Hôm nay về được nhiều kẹo luôn. Hôm nay về được kẹo đào nè.
Thúy Ngọc đặt lại giùm em nha chị ơi. Kẹo dẻo trái cây nè, về được kẹo dẻo xá xị nè, em bán thập cẩm nha mấy chị, chốt cho em kẹo dẻo là được rồi. 5 bịch 59.000 y cụ. Một thùng của nó nhiêu bay? Có 12 gói hả? 12 bịch hả? 12 bịch hả? 12 bịch. Hả? 12. À, 10 bịch là 118.000. Bùi Thị Nho có đơn. Một thùng tính cho mấy chị 125.000 đi ha. Ai lấy thùng 12 bịch 125.000. Một thùng kẹo dẻo 12 bịch 125.000. Đi một thùng kẹo dẻo. Cho một cái VIP với... Ghi đơn cho con, một thùng kẹo dẻo. Like hình này được không? Cái gì vậy trời? Đấy à. Nó đẹp gì trời. 125. Cái gì vậy trời? Một thùng kẹo dẻo. Ấy. Á nó đẹp nè. Giờ nó bắn vô mặt chị kìa. Chưa lên đúng không? Cái gì vậy trời? Cho một cái biết với nó đưa lên. Máy bên này nó làm sao đâu. Nó đưa cái mặt ra tí. Tiết rơi mùa đông hả? Nóng quá cho tiết rơi đi chị ơi. Thôi ngậm nghĩ quá. Như bình thường đi. Lá rơi lá rụng. Tối lắm, cái này là rồi tối đó. 5 bịch kẹo dẻ cho Thanh Lê. 5 bịch là 59.000. Còn chị nào lấy 1 thùng á là 12 bịch là 125. Này đi nha, bấm rồi đó. Ý là áp này đi. Áp này đi. Ok chị Ngọc Châu. Này hồi tối nè. Ừ, áp này đẹp nè. Bắp to hết. Em đang có về bắp không? Đó. Có. Bắp, bắp, bắp. Bắp nhưng mà chai nhỏ hơn. Không, không kẹo dẻo đủ mùi như vậy Phương Nguyên. Rồi đưa qua đây, đưa qua đây. Kẹo dẻo Huỳnh Ngọc Thảo. Huỳnh Ngọc Thảo nè. Không đủ mùi Phương Nguyên. Rồi ok mấy chị ơi. Lấy mấy cho anh luôn đấy. Được chưa? Được chưa? Chị bấm lên chưa? Nhớ lấy đủ mùi cho người ta nha. Thùng là 12 bịch. Mì vàng ăn sống có hàng 10 ngày nữa. Ở ngoài bớt nha để đọc comment nè, tại gửi luôn phải đọc comment cho người ta biết người ta có đồ. Còn 12 hộp. 12 hộp rửa vàng cho 6 lên. Bốn đồ thấy bắp đồ khoái nè. Không cho nó ăn này được. Để cho nó ăn kia đi. À 5 bịch 59.000 kẹo dẻo. Rõ mà. Ok chị Hoàng Lan. Cảm ơn chị Hoàng Lan nè. Bánh pía à. Ủa sao bánh pía nói về mà không có hẹp ta? Hả? Mai mới có hả? Chưa có mình nói. Một thùng kẹo dẻo cho Vĩnh Lê. Vĩnh Lê lấy thùng 12 bịch 125. Một thùng 12 bịch 125.000. Lên đơn giùm em mấy chị một nha. Một thùng cho chị Vĩnh Lê 12 bịch. Cho Tâm Dương. 5 bịch 59.000 ăn thấy mòn. 5 kẹo dẻo 59.000. Một thùng 125.000. 12 bịch. Em thích ăn nhất mùi này nè. Khó xị. Chào mấy chị Tâm đẹp Dương nha. Chào chị Diệp Mai. Gì vậy bà già bà ông nào vậy? Nó có ba nó mà nó còn chứa bà già này nữa kìa. Có kêu nhỏ nào. Thì nó bình thường thôi mà. Nhỏ Na là dễ thương mà. Nhỏ Na là dễ thương. Chừng nào nó kêu con quỷ Na kìa. Vĩnh Lê lấy thùng kẹo dẻo. Trang Vĩnh Hương kẹo dẻo. Trang Vĩnh Hương lấy kẹo dẻo. Minh Hiếu Khoan đi rồi chị nha. Rồi chốt đơn liền giùm em. Nguyễn Mỹ Tiên cho số điện thoại đi chị ơi. 5 bịch 59.000. 5 bịch 59.000 kẹo dẻo. Nha, ai lấy kẹo dẻo chút đi. Dĩ đơn dí bé đi rồi chị nha. Dí bé đi rồi. Dí bé cho em xin số điện thoại bên Facebook này. Mỹ Nương Ngô. Còn kẹo dẻo Mỹ Nương Ngô. Ai lấy chốt liền giùm em 59.000 5 bịch. Ngọc Nguyễn đi rồi chị nha. Còn một thùng của nó là 12 bịch. Cho mấy em hết một rồi. Thùng là được tặng một bịch đó, tính quy ra thùng là được tặng. Trang Phạm đặt lại giùm em. Nguyễn Lan 5 kẹo dẻo. Hàng này cũng có cho anh Nguyễn Lan. Anh Nguyễn Loan 5. Ba hộp thịt heo gì Ruby ơi. Thanh 5. Thảo Thanh 5 kẹo dẻo. Cảm ơn chị An Phú. Ngoài chị ổn không chị. 5 kẹo dẻo cho Nhung Trần. Nhung Trần 5 kẹo dẻo nó 59.000. Nhung Trần 5 kẹo dẻo. Tiết Trần Tiết 5. Xuân Thu 5. Nhung Trần 5. Nhung Trần 5. Nhung Ngô 5. Bình Lan cho em xin số điện thoại. 5 kẹo dẻo cho Nguyễn Loan. Mình Lan cho số chị ơi. Anh Tiết 5. Khách mới là buộc phải gọi chứ Nguyễn Loan. Tại đang thiếu người mấy chị. Mèo con cho em xin số điện thoại nha. Để lại mấy cái thùng để mai ai mua thùng là trộn. Năm kỳ dĩa cho Đỗ Thị Lan Lan. Cái gì vậy? Ok chị Vĩnh Lê. Để này rồi để thùng lên của tao. Năm kỳ dĩa cho anh Thôn mà bánh cho xin số điện thoại. Số mê kẹo dẻo. Phải tưởng nó cao. Phạm Lan Thanh Nga có đơn. Năm kỳ dĩa cho Trang Chương.
Thanh Lê chốt lại 5 kẹo dẻo đi cái chị phòng, ơi. Cái vậy cơm Lê có đâu? Em vẫn thích cái chai bự cho bán. Kẹo dẻo bớt là phòng với bạn. Chai này là bằng 7 phần cái chai bớt chồng có đâu. Mèo qua thấy số. Nhưng mà cái chai bữa hổm nó nhiều tiền Mỹ quá nhiều 5 chị em dẻo. Mua nghe. Chai bữa hổm nhiều quá người ta. Hương Nguyễn có đâu? 165. 165 mà quy ra là mua cái này thì lại lợi. Ông bỏ chốt lại 5 kẹo dẻo chị ơi. Quá lợi luôn á. Cái chai này là lợi hơn nhiều luôn. Cái chai này có 70 ngàn. Chào bông lớn cho anh Thu. 70 ngàn thôi. Mà chai kia là 145 ngàn. Mà cái này là 7 phần hơn. Mà còn cái kia là 3 phần. Đồ đang giống như cái kia là 10 rồi. Chai này được 7 rồi. Kẹo dẻo bằng lan tím. Chốt cho em bắp 70k. Kẹo dẻo Việt Mai. Kẹo dẻo cho Hân Phạm Dung đơn hồi trưa nói giữ lại thì vẫn còn. Còn chị nào không nói giữ lại là đã đi rồi. Năm kỳ dẻo Nguyễn Xuân Đào. Nguyễn Xuân Đào rồi, ok. Nguyễn Mỹ Tiên đơn đi Linh rồi. Linh Lê đơn gửi rồi chị Việt ơi. Mai đơn đi rồi. Một chai bắp cho một chị chai Tứ Trần. Cho Tứ cho chú Trần. Ê, đứa nào ra bóp giùm nè. Tạm giao mua tiếp đi chị ơi. 70. Một chai bắp cho Thủy Nguyễn. Rồi, một chai chào bắp mọi người. Chào, em chào mọi người, 70 ngàn một chai. Bóp là sẽ xin cho Nguyễn Thị Mỹ Hàn Quốc. Còn kỳ dẻo cho bằng lăng kiếm. Thanh Lê có kẹo dẻo. Lý Ngọc Thanh Trúc kẹo dẻo. Huỳnh Bích ơi, từ bữa từ giờ tới 30 là em không có điện cho ai hết á. Mùng 1 nhân viên đi làm lại bình thường là em mới điện nha. Còn giờ em like là có nhiêu đồ là em like bao nhiêu là đi luôn á. Bánh tròn 2 bát. Không có nhiều hàng không mấy chị. Không có nhiều hàng. Thiền Nguyễn bát. Châu Minh 2. Ruby heo. Khánh Trần 2 bát. Vĩnh Lê bát. Loan Trần ok. Châu Minh 2 bát. Lê Nguyễn bát không bỏ bát. Bát. Luôn với 3 xí muội. Kim Tiến có đơn. 3 thịt hộp hả? Thiền Nguyễn kèo dẻo. Vĩnh Lê Long Dương. Bát cho Kim Anh Ly. Bắp này 70 ngàn chai. Bắp Hàn Quốc. Bữa hôm em bán chai hôm chưa đi đâu chị ơi. Âu Mỹ bắp. Ngọc Nguyễn có đơn. Phạm Dung kẹo dẻo. Trái tôi chưa đi. Ngọc Nguyễn ok. Bắp Lê đơn đi rồi. Âu Mỹ bắp. Phạm Dung lấy kẹo dẻo. Rồi 70 ngàn một chai. Hành Nguyễn bắp. Trúc Nguyễn 2 bắp. Bảo Nguyễn cầm lấy thùng mì thịt bằm. Lý Nguyễn 2 bắp. Bên đây máy cũng chạy quá trời mà em. Máy chị Mỹ Hoa nha. Hành Nguyễn 2 bắp, Trúc Nguyễn 2 bắp. Bình Ngọc Thảo bắp. Bình Ngọc Thảo một bắp. Bảo Bảo một Nguyễn bắp. Lấy 2 bắp. Bình Ngọc Thảo bắp. Nguyễn ơi, dậy lên này đi. Nó không là nó cũng phải kiểm hàng à. Chị Dung ơi, bỏ bịch phụ bà quậy đi Dung. Vậy thằng con. Chị Dung có vô cái này. Dung không có biết vô đâu, hôm nay đâu có bỏ thùng được. Đâu có còn chỗ đâu bỏ thùng. Lan Viên bắp. Anh Thu bắp. Nào được đâu. Để bơi đặt lại đi chị ơi. Không có chỗ. Trương Minh Trương không có chỗ. 4 bịch cà phê 100 nha Trương Minh Trương ơi. Không có chỗ không? Nói tiếng Việt Nam. Em là người nước ngoài. 70 ngàn. Anh Thu bắp, Ngọc Linh bắp. Ba Tây cho Khánh Ly. 70 ngàn. Băng vệ sinh 20 bịch băng vệ sinh. Em đến này là lâu lắm rồi mới về. 25 ngàn. Mới chế ơi. Khánh Ly có đơn. Cái này mùa này là đứng bài luôn mới chế. Một chai bắp 70 ngàn. Thôi đừng có dễ thương gì hết trơn á, tao hết vốn sớm. Nghe ghét đi, đừng dễ thương. Dễ thương quá ha, tới cưng quá. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng cho em xin số điện thoại nha. Trương Minh Phương có 8 bịch cà phê. Đó xong rồi dẹp mấy này. Linh Ngô bắp. Nè 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 nè, dẹp nhanh lên, dẹp. Phương Thúy. Phương Thúy đặt là nào chị ơi. Thầy bước qua đây cái mày lấy cái thùng cho chị nè. Năm kiều dễ cho Mỹ Hoa. Tới cái hộp nào chị lấy cái đó thôi chứ đâu cần mày nhìn đâu, suy nghĩ đo đắn đo gì. Chửi vậy. Rồi thật cho em. Cái mặt nó kìa đủ má mày. Của ông nội mày để sẵn hả? Ai giời ơi. Đó nó gọi vô đấy chưa. Thôi. Mày ngồi xuống mày in đi. Cho con mày nó làm gì ý tao. Chứ mày cứ vậy nè. Tao chống mặt quá. Mày múa nữa để con kia nó đọc cho nó rõ ràng. Cà phê cái gì rồi mấy chị ơi, cái này là thạch. Cái này thạch là ăn chan rau câu vậy đó. Vậy chan ngon lắm luôn. Thạch em bán cho mấy chị giá u như kỹ 50 ngàn, 600 gram một hộp. Bắp cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng. Bắp cho Thanh Hằng. Sáu chục ngàn nhiều lắm nha mấy chị. 50 ngàn nhiều lắm. Hai hộp như vậy là 95 ngàn. Chị nào lấy thạch chốt thạch cho em hai bên ngàn người luôn. Ba xâm không đường cho Thảo Ngô. Lại đâu mấy chị ơi. Bên em là không có gọi nha. Từ giờ tới 30 là bên em không có gọi nha mấy chị ơi. Một hộp thạch. Từ giờ tới 30 là em có điện. Chị nào muốn mua thêm á. Hay là chốt trên live chưa có đủ á mà không một có thời gian. Một lăng nách Mỹ 4 khăn tắm cho anh Đào. Làm ơn điện thoại cho nhân viên giùm em nha. Điện thoại vô số 90979 4079 479.
để mà mua ai thạch cho Huỳnh đang chứ mà em xong xuống like là em gửi luôn, còn chị nào mà một bó hai nó chưa đủ đơn thì em để lại. Chai bắp cho xanh lâm hàng của Hải Anh là có gọi là đi rồi nha mấy chị ơi. Ai? Hải Anh là đi rồi chị nha. Hai thạch cho Phương Mai ngon lắm. Quỳnh đang thạch, thạch cho chị Hani, Phương Mai hai tâm, thạch cho Trân Trần, Trương Minh Vương khách mới đương nhiên phải gọi rồi chị ơi. Khách thạch mới cho Tử Trần, em đang nói khách cũ, còn mấy chị khách đang mới khách cứ mua đi để lại số điện thoại. Thạch cho Nguyễn Lan, xúc xích mới về em từ từ em lên cho. Bạn ra tại vì dịch em cho mấy bạn nghỉ bớt. Nghĩ là sao? Tại vì mấy bạn nó về quê là bây giờ lên là sẽ bị cách ly. Bình hai thạch cho anh Kim, thạch cho Trang Trương nên thành ra sẽ ảnh hưởng công việc. Bảo Tuyền có kẹo dẻo, thạch cho Vĩnh Lê. Vĩnh Lê. Đơn cô Nguyễn Xuân Đào đi rồi nha. Thạch Trang Trương, Ngọc Quy bỏ lấy thạch đi hồi trưa rồi lúc 3 giờ. Thanh Nga lấy thạch, Mai Thi hai thạch, Vương Lê thạch, Ngọc Tuyết Nguyễn năm kẹo dẻo một thạch, Ngọc Nguyễn thạch, Tử Trần thạch, Mai Thi thạch, 50.000 hai hồng thạch. Thủy Lê đi ok thôi, mình đang rồi. Để em kiểm tra cho Tứ Trần có thạch rồi nha. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng thạch, Trang Vĩnh Hương thạch nha. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng có thạch nè, Trang Vĩnh Hương có thạch nè, Tứ Trần có thạch rồi chị ơi. Rồi ai lấy chốt liền giùm em. Tâm Dương có thạch nha. 50.000 hai hộp là 95.000. Cái này y chang rau câu vậy đó, của hàng của Indo. Trang Trương thạch, chai bắp cho chị Tứ Trần, thạch cho Nhung Trần, thạch cho Loan Trần, chai bắp cho Tứ Trần rồi chị ơi. Thạch cho Hiền Nguyễn, thạch cho Phạm Đào, sáu ốc quế cho Phúc Trâm, thạch cho Thúy Anh. Hai chuyện luôn. Tử Trần ơi, chị bấm hai lần thôi chị ơi. Thạch cho Tuyết Hằng, kẹo dẻo cho Đinh Thị An, bánh mì hoa cúc em hết rồi. Duy Thanh Nguyễn là đi rồi, còn chị nào hồi trưa bấm giữ đơn là cũng còn ở đây. Xúc xích cho Loan Võ, thạch cho chị Thảo Nguyễn, kẹo dẻo cho Phạm Đào, thạch cho Ngân Minh, hôm nay về được cái này cà phê thạch mì trộn cho Thuận Bích, thạch năm kẹo dẻo Dương Lê, hai thạch cho Mạch Ngân, Hằng Lê lấy thạch, Thuận Bích có đơn. John, John làm. John ơi, John. Bếp dẹp hết cha rồi thấy không mà làm. Bắp cho Lan Lan, hai thạch Mỹ Hoa, Lan Lan lấy một chai bắp luôn, thạch cho Lý Ngọc Thanh Trúc, kẹo dẻo cho Nhung Xì, Xanh Lâm lấy một chai bắp, giờ của em hết rồi. Hân Võ lấy thạch, Nguyễn Trang hai thạch, Châu Thi Trần một thạch. Chốt giùm em 4 xúc xích 95.000. Xúc xích 95.000. Trần Thị Nga hai, Trần Thị Nga chốt lại hai thạch đi chị ơi. Nó để tối chú cường quỷ. Con đánh hết đơn dư thời gian đứng bên lựa đồ phụ tụi nó cho nó xong luôn. Thanh Hằng một thạch, Đặng Quyên hai thạch. Xúc xích cho Hani. Đơn hồi sáng. Ai máy bị ẩn comment hết luôn rồi. Chai bắp cho Hồng Loan. Bắp cho Hồng Loan rồi nha. Thấy Hồng Loan không? Đơn trên 200.000 em mới đi. Xúc xích cho Vĩnh Lê, xúc xích cho Giàu Ngọc Nguyễn, xúc xích cho Thu Hưởng, xúc xích Kim Hoa Trần, Mỹ Phương chốt lại xúc xích, Ánh Nguyễn Lan xúc xích, Lê Thị xúc xích, Thu Hưởng xúc xích, hai thạch cho Trần Thị Nga, Phương Đào xúc xích, Ngọc Ánh, chị Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, Châu Minh, mì trộn cho Phúc Trâm, Phụng Lê, hàng đất mới yên tâm. Hoàng My, Hằng Lê. Tháng 10 năm 2022. Tuyết Sữa Nguyễn 8 xúc xích Mỹ Nương Ngô, Diễm Vương Thúy, Trúc Nguyễn, chị Hương Nguyễn, chị Hoàng Phượng, chị Anh Thu, Trần Thị Nga, Nguyễn Huệ, Giang Vinh Hương, em ở Bình Dương nha, Hương Dương, chị ơi, Nguyễn Mai, có người giao tới nhà. Dương Thùy xúc xích, ở đâu mấy chị? Dương Vinh Hương có xúc xích nha, Ngọc Tuyết Lê xúc xích, cà phê chị Phương Quyên có rồi nha, Ruby xúc xích, My Nguyễn xúc xích, Trần Thị Nga lấy xúc xích ok. Rồi My Nguyễn có đơn nha, Ruby Nhung Trần, Hà Dương 8 xúc xích, Thị Lương xúc xích, đơn của Sen Thi là đi rồi, Nguyễn Ánh Hoa xúc xích, Nhung Trần xúc xích nha. Cái này là Trần ở ngoài nó bán lẻ tại Nhiên Bịch vậy nè. Sen Đi Lê 246 nè, 246 12 Trần Hoa, Nguyễn Huệ, Dương Hiền, Khánh Trần, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Huệ, như là ở Mỹ Phương, 10.000 Thủy Lưu, Trần Thị Nga, Nguyễn Trang, Ngân Minh, tội ngon quá, Yến Bé cho Ngọc Ánh, ok chị Hoa Cao nha, chị Mama, Trà My kèm số điện thoại chị ơi, Loan Nguyễn, cùng mì trộn với Diễm Vương Thúy, Mèo Con, Phương Hồng, hết mít xoáy nha chị ơi, nồi cơm điện làm hết rồi, chị Trung Kim, Nguyễn Trang, Tiến Thành, rồi đâu rồi? Bánh sữa chua hết rồi. Lấy ở đâu?
trong bếp. Nguyễn Thị Loan, Thuận Bích. Cái này là Milo, mấy chị bỏ miếng sữa vô hoặc sữa tươi á, không đường. Phượng Liên, ngon lắm. Phương Trần. Mà cái này nhiều. Cái này ở lẻ ngoài đó. Like hồi trưa là đi rồi, chị nào kêu giữ đơn mấy còn ở đây thôi. Phượng Trần, hoa cao like hồi trưa. Dương Thúy, Võ Thị Phượng, thấy số Trần Mi. Đó là đủ đơn này đã đi rồi. Chị có địa chỉ mình chưa? Hoa cao á. Hoa cao khách cũ. Khách cũ có địa chỉ chắc đi rồi. Xúc xích cho Phạm Tấn Đạt. Nếu mà còn thì chút nữa vô dồn vô à. Mà còn hết rồi là chút mà là ngon quá. À cái gì? Milo. Milo đi. Muốn đâu? Dùng Milo vừa nét lây luôn. Dùng bé em hết rồi. Nét lê. Nét lây là sao nè? Nét lê. À cái hình nó tặng cho hai cái bịch màu cà phê á. Của cái hãng cà phê á. Yến bé Trinh Nguyễn. Hai chốt bảo gì? À, Milo đi chị. Không, hồi nãy hồ mồ có ngũ cốc Hàn Quốc nữa kìa. Milo nhiêu chị ơi? Hai tháng một bịch nó 55 ngàn bịch. 12 gói, 14 gói. 55 ngàn hả? Milo. 14 gói. 55 ngàn. Cái này thường người ta giảm cân người ta hay ăn vậy. 4 xúc xích 95 ngàn nha, 4 bịch xúc xích 95 ngàn. Ghi nhập hồi sao chị ơi, đơn của chị hồi trưa là đi rồi á. Bây giờ nó vô giường tao rồi. 2 Milo cho Phạm Phước, Milo cho chị Hani. Milo. 1 bịch Milo là 55 ngàn. Mày đánh trứng không có, 4 xúc xích cho Loan Nguyễn, quá ngon mấy chị ơi. Cái này mình đổ thêm sữa tươi vô nữa ha. Bình đang Milo, Phạm Thị Thu Hồng 2 Milo, Ngọc Linh Milo. Hết bánh mì hoa cốt, anh Nguyễn Lan 2 Milo. Cái này là hàng của Thái chứ không phải hàng Việt Nam. Kim Hoa Trần Milo, Hằng Thúy Milo kèm số điện thoại, Mỹ Quỳnh Ngọc Phụng Milo, Thi Thi Milo, Tết Hằng Milo, Phương Trúc Milo, Thị Thanh 4 xúc xích, Hằng Lê Milo, Thương Vinh Hương Milo. Chưa đi là đi rồi nha Kim Anh Ly ơi, Hoàng Phượng Milo, Trung Thùy xúc xích, Vân An Milo, Nguyễn Thị Lan đi rồi, Diệu Trương Milo, Phương Mai Milo, Trung Bảo Ly, Nguyễn Ánh Hoa, Xuân Thu, Thấy Phú Quý, Ngọc Nguyên Võ, Phạm Đào, Vi Huỳnh. Áo dài Nguyễn Phượng, Phạm Đào có rồi chị ơi, Sương Nguyễn Ngọc, Bích Chu, Ngọc Ánh, Phương Đào, Nguyễn Kim, Tường Vi Trần Ngọc, Nguyễn Trang, Lê Tuyết Tuyết, Mai Thi, Loan Võ Khánh Trần, Nguyễn Kim, Châu Minh, Dương Lê, Phạm Thị Thu Hồng, Phan Ngọc Hương, Nguyễn Xuân Đào, Phạm Dung, Môn Phạm, Đinh Thị An, Hoàng My, Quỳnh Đan, Trần Diễm, Cấm Huỳnh, Dương Hiền, Thủy Thanh, Hoa Cao, Hà Dương, Ánh Võ, Mỹ Ánh, Thanh Thảo, Phương Võ, Võ Diễm, Nguyễn Trang, Thanh Thảo, Phạm Hồng Thắm, rồi Trúc Nguyễn, Ruby, Đỗ Huỳnh, Trang Vinh Hương, Phương Lê, Thúy Nguyễn, Hồ Quyên, đưa ra một Ngân Minh, Mama, Trần Thoa, Thơm Lê, Tuyết Loan, Lý Ngọc Thanh Trúc, thấy số hàng Thủy nha, Nguyễn Nhung, Phương Ngọc, Mama, Trung Hậu Ly, Mỹ Nương Ngô, chị Trần Nữ, Phương Võ, Lê Tuyết Tuyết, Hằng Nguyễn, Nguyễn Trang, để nó đọc cho hết Nga rồi. Nguyễn, Kim Anh Võ, Tạ Phi, Phạm Dung, Duy Nhật, Thuận Bích, Nguyễn Kim Chi, Diễm Vương Thúy, Hương Dương, Kim Anh Võ, Minh Trần, Hoa Lưu Ly, Mạch Ngân. Nó lấy luôn hả? Nó lấy Milo luôn hả? Má nó ghiền quá mà, thấy ngon quá mà, trả dĩa lại đây chút bán. Ok Phú Quý nha, Diễm Vương Thúy. Milo nó về. Miếng Hàn Quốc em mới về từ em lên nha chị ơi. Có 5 thùng Milo hả? Có 5 thùng à. Nguyễn Lê Úc Nhỏ Milo. Còn bento nha Từ Thị Hồng ơi. Xếp túi đường dày cho Phạm Thị Thu Hồng. Milo cho Phạm Võ Xuân Hiền. Milo cho Minh Châu. Xúc xích cho Tuyên Trần. Trời dạ. Mọi người ơi, cái này không là có nha, ý Lương Như ơi. Ở trong đây được 50 gói, uống được 50 lần. Tốt cho mấy chị nào mà ở qua cái lứa tuổi trung niên á. 30-40 uống rất là tốt nha mấy chị. Bổ sung nè, cái này tất cả các loại đậu, đọc gì tao coi. Ngũ cốc Hàn Quốc này có hạnh nhân, ốc chó, hạt bí, đậu phộng và đậu xanh. Cái này của Hàn Quốc luôn, 248.000, 50 gói, uống được 50 lần. Ngũ cốc Hàn Quốc nha. Ngũ cốc chút. Cái này là bổ sung chất dinh dưỡng cho người già lấy hết rồi, còn có 20 gói. Nguyễn Mai 20 lô xúc xích nha. Cái này ra em like qua luôn. Yes. Cái này là ngũ cốc Hàn Quốc nha mấy chị nha. Một hộp là có 50 gói. Đó hồi trưa Nguyễn Thị Quyên là có gọi có đi rồi chị ơi. Giờ nó kìa nó bánh. Milo cho Hương Ngọc. Milo cho Hương Ngọc nha. Ê, cái ly đó đưa đây tao chiêu. Ngũ cốc Hàn Quốc là dành cho người tiểu đường nè. Ai mà bị tiểu đường là uống cái này rất là tốt, không có bị lên đường nha mấy chị nha. 150 nè, hôm nay em lấy được cái lô sale này đó, mấy chị có 95 ngàn. Ai lấy chốt nhanh nha, hàng của Lóc Bài Lóc á. Ngũ cốc cho Hương Dương. Ly cà phê. Ly cà phê. Có luôn cái muỗng nữa nè, thấy không? 95 hả chị ha. Giữ nhiệt luôn á nha mọi người. Duyên Phạm lấy Milo, ok chị đẹp nha.
kẹo xâm không đường là ngậm đấy, là cái đó là dành cho người tiểu đường ngậm được chứ đâu phải là chị bệnh tiểu đường đâu Duy Nhật ơi. Cái gì? Chị nói là kẹo xâm không đường là chị bệnh tiểu đường. Trời ơi. Ngũ cốc Hàn Quốc cho Hương Lê. Mà chị bệnh tiểu đường cái gì? Ngũ cốc Hàn Quốc cho Bi Cô. Ăn kiêng. Tiểu đường mà ăn được tại vì ngọt ý của đường là đường. Ý Hương là không có nồi cơm điện. Cái đó là kẹo ngậm vậy đó. Ngậm để dành cho người tiểu đường ngậm chốt được. Cho em ly cà phê. Ly cà phê cho Huỳnh Đan. Ly cà phê cho em. Ly cà phê 5.000 khỏi. Cảm ơn chị Nguyễn Trang nha. Ly cà phê cho Hương Thiên. Đi hàng ly cà phê Thúy Anh gấp không? Inox 304 luôn á. Ủa đèn em còn. Cái này là giữ nhiệt nha. Ngũ cốc cho Ngô Kiều Oanh, ngũ cốc cho Trang Vinh Hương, Milo cho Minh Thư. Đó, hôm nay lấy sale được có 95. Milo ngũ cốc thịt hộp xúc xích cho Nguyễn Thúy Hằng. Ly cà phê cho Nguyệt Phan. Milo cho Minh Thư. Một ly là được rồi. Ly cho Minh Thư. Ly Mon Phạm, ly cho Ngân Phan. Cô Nguyễn Xuân Đào, Phương Đào, Nguyệt Phan, ngũ cốc Peter Thiện. Ánh Hồng Nguyễn, Phạm Võ Xuân Hiền, Thiền Nguyễn Ngọc Trương, Huỳnh Thu 2 ly. Anh Hồng Nguyễn có ly, chị Hiền Nguyễn có ly, Hani, chị Ngọc Tuyết Trương Sửa có Nguyễn, ly, chị Huỳnh Thu có ly, Bích Thị Nguyễn Ngọc Đai Minh, Trái Bơ, Bích Thị Nguyễn có Sang ly, Trần, Phương Quyên, Dương Hiền, Trang Trương, Hằng Nguyễn 2 ngũ cốc, Minh Trương ngũ cốc ok nha, Thị Thị Anh Tuyết, Bi Tơ Thiện, Phương Mai, Hằng Thúy lấy xong không đường đúng không chị ơi, Ngọc Lan, Trần Thị, Thị Thị Anh Tuyết, Bi Tơ Thiện, Kim Anh Ly, Chi Đoàn, Kim Huy, Nhung Trần, Ngọc Tuyết Lê, Hào Lưu Nhật, Ánh Võ, Lê Đức Ẩn kèm số điện thoại, Phương Thi, áo dài Nguyễn Phương, Milo là 55.000 một bịch, Nguyễn Trang, Kim Trinh, Thị Tiến, chị Nga Dương, Trân Anh, Nguyễn Thị Lan, Ngọc Ánh, Thanh Thảo, Nguyễn Huệ, Lê Đức Ẩn, Xuân Trần, Trần Thị Nga, mì thịt bằm thái 1 thùng 195.000 phi ship, Đinh Ngọc Diễm, Nhung Dương, Hóa Võ, Thảo Kim, Nguyễn Minh Thám, Trần Thị Nga, Hồ Quyên, Trúc, Nguyễn Mai Huỳnh, Phụng Phạm, Ánh Nguyệt, Nguyễn Mai Huỳnh, Thanh An Lê, Mỹ Cương kèm số điện thoại, Nga Nguyễn, Nguyễn Yến. Rồi lên cho em cái này là miếng Hàn Quốc. Mai Huỳnh 100% thành phần Mai từ khoai lang. Sania Sorai Trang Trương, khoai lang. Nguyễn Thư, Lê Đức Ẩn. Chả đầm mới về á chị. Yến Lê, Nguyễn Trang, Trần Thị Nga. Tủ Trần 95.000 một cái ly. Ngũ cốc Hàn Quốc 248.000 một một hộp. Nguyễn Nhung 95.000 lại giúp em nha. Titi, Nguyễn Nhung. Rồi 50.000 bịch này nửa ký 20 nha. Nguyễn Minh Thư dạ, Ái Liên trụng 6 phút là 10 miếng Hàn Quốc cho chị Huỳnh Thu Hồng Võ ngũ cốc 248 nha mấy chị nha. Em về được có 300 bịch. Quyên ngũ cốc Hàn Quốc 248 Phương Thiên ngũ cốc Hàn Quốc 248 Tạ Vi có thùng mì thịt bằm nha. Hương Nguyễn có đơn. Nguyễn Mai Cương Lý. Trời ơi mấy cái hàng này nó Kim Tuyến, Kim Tuyến Cẩm Hồng có đơn. Chốt giùm em miếng nha. Một bịch là 50.000 miếng Hàn Quốc làm nguyên chất từ khoai lang nha mọi người ơi. Ngũ cốc cho Hòa Võ. Bánh bía ngày mai có nha cô Thị Thị Ánh Tuyết ơi. Rồi lên đơn cho em. Ly cho Ái Liên. Miếng cho chị Dầu làm Nguyễn. Cái ghế xanh kia đi. Miếng cho Dầu Nguyễn. Ngũ cốc 248.000 một hộp, hộp 50 gói nha. Hai miếng cho Lan Phạm. Ly ly cho 20. Hai miếng Kim Huy. Kẹo dẻo cà phê sữa Milo Ngọc Hà. Miếng cho anh Nguyễn Lan. Hai miếng cho Nga Huyền. Hai chống nắng nàng pha 159.000. Thấy số chị Sania Sorai nha. Ba miếng cho Phạm Thị Thu Hồng. Ly cho Xuân Hương Ngô. Muối tép nguyên con cho em nha. Muối tép nguyên con 49.000 một hộp. Hai hộp anh tính 90. Hai hộp 89.000. Hai hộp 89.000. Ok thư thư nha. Thằng Lê có một miếng rồi. Hoàng Phượng miếng, Âu Mỹ miếng. Rồi ai lấy muối tép cho hết rồi Huỳnh Thu ơi. Nguyên Lê ốc nhỏ 2 miếng. Này ăn không cũng ngon. Trang Vinh Hương miếng. Ăn với trái cây. Đi lớn cho Hân Võ. Cũng được nữa. Này Phương ăn với là đúng bài luôn. Phương Võ lấy 4 chả đùm. Miếng cho Phương Lê, kẹo dẻo cho Bin Bin. Thùng mì thịt bằm cho Mã Phương. Miếng cho Kim Anh Lê, miếng cho Ái Liên. Nguyễn Lê ốc nhỏ là có miếng rồi chị nha. Hai muối tép cho Trúc Nguyễn, miếng cho Trần Thị Nga. Cà phê Phương Mai, miếng cho Ái Liên. Muối tép cho Huỳnh Đăng, muối tép cho Thúy Anh Gáp Thung. Hai miếng cho Yên Lê. Hai chống nắng nano em hết rồi. Miếng cho Duy Nhật, miếng cho Hoa Võ, miếng cho Cương Lý, hai miếng cho Hằng Nguyễn, miếng cho chị Nga Hồng. Ly dán gấu là hết rồi chị ơi. Hai tép cho chị Tuyết Anh, hai tép cho Hạnh Nguyễn, tép cho Dương Hoài Nam, tép cho Trái Bơ, tép cho Thủy Lê. Miếng năm bịch cho Liên Phạm, năm khăn ngút cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng. Lên đơn cho mọi người ơi. Yên Lê có miếng tép cho Hương Thiên. Milo Trúc Nguyễn hai tép cho Nga Dương. Nhanh tay cho mọi người ơi, chia sẻ giúp em với mọi người ơi. Trần Thị Nga lấy miếng nha. Hai tép cho Hiếu Vinh. Chị Nguyễn Thị Minh Nhung. Chả đùm 4 chả đùm 120.000. Tép cho Dương Quý. Miếng Phạm Đào. Hai tép chị Hiếu Minh ơi. 4 xúc xích cho Hòa Võ.
4 xúc xích hạt quả hết rồi nha. Em là được 89.000. Phượng Nguyễn chốt lại ly cà phê đi chị ơi. Muối tép bảo bối. Rất là ngon nha mấy chị nha. Cực kỳ ngon luôn. Dung dịch vệ sinh cho Duy Nhật. Bảo bối này là nổi tiếng rồi. Tép cho Nhung Dương. Nhung Dương. Ai lấy tép chốt tép tiền em ra. Tép 1 hũ 49.000, 2 hũ 89.000. 5 miếng Hàn Quốc cho Liên Phạm. Rồi cái này về được nhiều không? 2 tép cho Quỳnh Như Ngô Thị. Mấy thùng? 9 thùng. 9 thùng ở đây. 2 miếng cho Nguyễn Trang. Mấy thùng? Tép Thái Phượng. Rồi hạt dẻ. 4 chả đùm chanh mai. 95.000, hôm nay 80.000. Cút mã chốt lại nói nha miếng. Nói chung là mùa dịch mấy chị mua miếng cho Hương Dương. Giá rẻ hết. Giá cao em bán 20 lô cho Bích Thị Nguyễn. Mà thôi kệ, lời mỗi món 2.000 cũng vui. Dung dịch Hana cho Titi. Lên đơn cho em luôn. Hạt dẻ. Rau biển à, em hết rồi, chả đùm cho Hoàng Phượng. Tép cho Âu Hai, tép cho Mai Tiếp. 2 ngũ cốc cho Nga Nguyễn. 2 tép cho ở An Tâm. Có 2 gói rồi nè. Rất là ngon luôn. Yeah. 2 tép cho Long Hải Hồ. Hạt dẻ cho Phúc Hậu. Hai hạt dẻ cho Phúc Hậu, hạt dẻ là 80.000 một bịch. Đợt trước là bán 100.000 đó. Tiệc cưới Nga Dũng đơn đi rồi. Cửa tắm vàng em hết rồi chị ơi. Tiệc cưới Nga Dũng đơn hồi nào, chị hỏi đơn hồi nào? Có đi một đơn rồi. Hai chả đùm cho Trần Thị Nga. Chả đùm mua một hộp là 40.000. Còn hộp 35.000. Hộp 35 hả? 4 hộp rồi 120. 2 tép cho anh Nguyễn Lan, ly cà phê Phương Mai, 2 miếng cho Hoàng Hà Nguyễn. 2 chả đùm cho Trần Thị Nga, 2 hạt dẻ cho Kim Trinh Thị Tiền. Hạt dẻ Kim Anh Võ, hạt dẻ Trái Vương. Cà phê cho Đặng Quyên, 3 xíu mại, muối tép cho Tài Thiên. Tép ngon cho hết. An Nguyễn, tép cho Hương Lê. 2 hạt dẻ cho Huỳnh Đan. Nga Hà, 3 hạt. Cảm ơn chị Hương Lê, hạt dẻ cho Nga Hà. Bánh tráng lá dứa em hết rồi. Cút mã chốt lại đi chị ơi. Chị ơi em đang là sửa cái kho. 2 miếng cho Hoàng Hà Nguyễn. Không có chứa đồ mà cũng không có hàng. 4 mì trộn thạch cho Tàu Ngọc Diệp. 2 hạt dẻ 4 chả đùm cho Nga Phạm. Hạt dẻ Yên Lê, hạt dẻ Tuyết Loan, hạt dẻ Tạ Vi. 5 hạt dẻ cho Hoàng Yến. Hạt dẻ cho Hoa Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Duy Nhật hạt dẻ bàn chạy tự động cho Thơ Thi. Hạt dẻ cho 4 hạt dẻ cho Thanh Giang. Thanh Giang Nguyễn Thị. Khách nào thay đổi địa chỉ nhắn trên live cho em nha. Tại vì xuống live em khởi luôn á. 2 hạt dẻ Châu Minh, 3 hạt dẻ Trang Vinh Hương. Cô Khánh Trần 2 hạt dẻ, Trần Thị Nga 2 hạt dẻ, Nguyễn Trang 2 hạt dẻ, Cương Lý 3 hạt dẻ, Anh Võ hạt dẻ, Vân Anh hạt dẻ, Trần Tiên hạt dẻ, 2 hạt dẻ cho Tiên Hồ, miếng muối tép cho Đỗ Hương, 2 cà phê cho Dầu Ngọc Nguyễn, hạt dẻ cho Chi Đoàn, hạt dẻ cho Nguyễn Trang, 4 chả đùm Hàng Nguyễn, hạt dẻ cho Hà Dương, hạt dẻ 2 miếng cho Loan Bùi, hạt dẻ cho Phương Trúc, 2 hạt dẻ cho Trần Thị Nga. Trời quá trời được con chậm. 6 ốc quế bento cho chị Liên Nguyễn. Ok Thanh Hằng hạt dẻ nha. Phương Nguyễn xíu mại, Nguyễn Anh có đơn, Hân Lê, Nguyễn Kim Chi, Hồ Sáng Muối. 3 bánh xôi cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụ. 100 cái mà ở đây cả ngàn người. Hạt dẻ sữa sáp gạo cho Nga Trần. Hạt dẻ cho Minh Nguyễn. Thêm 2 hạt dẻ là 4 cho Yên Lê. Đợt trước em bán cái này cho mấy chị là 250 đúng không? Hạt dẻ cho Hà Lê. Bán thiệt á. Nào. Bán thiệt độ á. À đúng rồi. 250. Quý Anh. Bim lấy bim nhỏ đây nè. Hồng Văn Lê, Lý Ngọc Thanh Trúc, Xuân Thu, An Nguyên, Bảo Truyền. Xuân Thu có đơn rồi chị ơi. Cái này là súng bắn nhiệt độ á. Dạ chè khúc bạch là em hết rồi nha. Súng bắn nhiệt độ, cà phê Dâm ơi chị chưa lên cà phê với em. Đỗ Hương. Cà phê về được. Hạt dẻ cho Nguyễn Thụy, được có 10 thùng thôi. Nhà Nguyễn hạt dẻ, Subi hạt dẻ. Hạt dẻ 80 ngàn nha Mandy Lưu ơi. Hạt dẻ hôm nay có 80 à. Dạ, bữa bán 100 á. Cà phê nè. Cái nào? Hạt dẻ có 9 thùng, cà phê là 20. Được 2 thùng hùng hả? Rồi đưa ra cho lên cà phê chị. Hạt dẻ cho mì tôm. Hạt dẻ 80 ngàn nha Ngân Minh ơi. Subi có hạt dẻ, nhà Nguyễn có hạt dẻ rồi. Hạt dẻ 80 nha mấy chị ơi, rất là ngon luôn. Xuất sắc luôn mọi người ơi. Bộ lâu nhà hết rồi. Mày đứa này băng ra người ta coi. Mở ra nè. Lấy về cái lóc pin này luôn. Ok Kim Yến để em kiểm tra cho. 2 hạt dẻ Loan Võ, 3 bánh xôi Yến Nguyễn, hạt dẻ cho Peter Thiện, chả đùm cho Nga Trần. Nga Trần lấy bao nhiêu chả đùm thì comment trên live dùm em luôn nha chị ơi, tại vì em không có gọi nha. Đinh Ngọc Diễm lấy một tép ở Châu Trần Thị nè. Nhiệt kế. Giờ mình comment nhiệt kế hay nhiệt là kế. Sao? Nhiệt kế đi, nhiệt kế đi. Nhiệt kế đi chị. Hạt dẻ Bích Chu, 2 hạt dẻ cho Hạnh Nguyễn. Bật nguồn đâu? Hả? Hạt dẻ cho Nhiêm Năng Thị. Đâu? Bắn lên nè. Nhiêm Năng Thị là chưa có đi đơn nha. Lên nè, chỉnh ra đi. Ok Thái Phương. Giờ kệ đi nha, bây giờ chị nào ngày mai chốt đủ đơn. Đơn trước là giao rồi nha Phạm ơi, ba bánh xôi Yến Nguyễn. Pin nhỏ, pin tiểu này 85.000 40 cục.
Còn Diệu Kỳ cho Quỳnh Trang là lớn đi. Là cái này chị nào cũng nhà cũng phải mua một cái đấy cho hết trơn mấy chị. Nhiều khi người mình mà mình thấy ấm ấm khó chịu á, mình đo nhiệt kế thử nha. Để biết bao nhiêu độ. Ok tại chị Nguyễn Thị Minh Nhung nha. Cây lau nhà cho Thục Anh Châu. Giờ cái này là 200. Dạ không trả đơn, ngày mai nhân viên gọi cho chị nha. Long Dương có đơn trả về. Long Dương ơi, món hàng này không tính lời luôn nè. 129.000 cái đôi đâu, 250 là nhiêu? Hả? 250 là 125 đúng không? 125 là 127 đúng không? 250 chia đôi là 125 đúng không? Bán cho mấy chị 125.000 luôn. 125.000 hả? Chốt liền giùm em làm nhiệt kế. Rồi nhiệt kế cho em, nhiệt kế cho Phương Quyên. Pin nhỏ Su Bi. Dạ đùm cho Nga Dương. Này dễ sao? Rồi 5 kẹo dẻo Yến Nguyễn, pin nhỏ cho Su Bi nha, chanh muối cho Thục Anh Châu. Hai hạt kẹo cho Quỳnh Như Ngô Thị. Cho em 125. Pin nhỏ là 140 cục. Pin nhỏ là pin tiểu cho Tuyết Anh ok nha. Rồi lên đơn cho em nhiệt độ nhiệt kế cũng được anh Nguyễn Lan. Nhiệt kế cho anh Nguyễn Lan. Nhiệt mấy kế chị ơi, xuống tay gửi luôn, không có điện nha mọi người. Nguyễn Kim nhiệt kế. Ai có thay đổi Hòa Lâm Hai nhiệt kế nha. Anh Nguyễn Lan nhiệt kế, Nguyễn Xuân Đào nhiệt kế, Thủy Nguyễn nhiệt kế, Cúc Lê nhiệt kế nè, Nguyễn Kim, tiệc cưới Nga Dũng, chị Thanh Thúy, Lý Thị Hồng, Tạ Vi. Tạ Vi, chị Minh Nguyễn, Thủy Lưu, Lý Thị Hồng. Tạ Vi có rồi chị ơi, Huỳnh Đăng, Võ Thị Chính. Mẹ đi mọi người. Lê Lam Hai nhiệt kế, pin nhỏ cho Phụ Phạm Vi Huỳnh, Chi Đoàn Hai. Mẹ gắn pin sai. Thấy số Kiều Ân nha. Mẹ gắn pin Nguyễn sai. Có nhiệt kế rồi chị nha. Lan Trần có nhiệt kế nha. Nhiệt gắn kế lại. Cho Xanh Lâm, nhiệt kế cho Võ Lệ, Thu Lê. Thấy số Kiều Ân, Chi một Đoàn Hai xuống bánh nhiệt kế ok nè. Vi Huỳnh có mỗi nè. Mỗi người mua một cây thôi mọi người ơi. Mỗi người mua Võ cây Lệ thôi, nè, Vũ Thúy, Phạm Dung, Hồng Thanh, Trúc Nguyễn, Võ Lệ, Dầu Nguyễn. Pin nhỏ cho Thanh Giang, Nguyễn Thị. Nhiệt kế cho Bùi Ngọc Vân, hạt dẻ cha Quang Quỳnh, nhiệt kế cho Thanh Hằng, nhiệt kế Trần Hoa, cái nhỏ pin lớn cho Phụng Phạm. Rồi lên đơn cho em nha. Tạ Vi, ngày mai nhân viên gọi chị ơi, tại vì gọi chị khó nghe máy lắm. Ngân Minh nhiệt kế, Hằng Lê nhiệt kế. Không chưa? Nhiệt kế là 125.000, Trúc Linh nhiệt kế, Phương Mai nhiệt kế. Kia Mai hai hạt dẻ. Linh Lê một nhiệt kế. 125. Mỗi chị mua một cái. Thị Kiều Vương nhiệt kế nha. Tại đông quá. Hàng Lê nhiệt kế, cô Út nhiệt kế. Rồi mì 125.000. Mì trộn cho em 75.000 hay lắm. Hạt dẻ cho Hồng Thanh 10 gói 75.000. Một thùng mì trộn 40 gói 280.000. Em thi ship cho mấy chị luôn. Ra nè. Một hạt dẻ xuống bi, bi nhỏ cho Phương Quyên. Ok chị Huỳnh Đan nha. Ngọc chị My Trương. Chị nào lấy mì trộn, chút mì trộn cho em, siêu ngon nha. Đào Lê có nhiệt mì kế ngon lắm. Đây nè. Ok chị Cẩm Hồng, Hồng Hân, Nga Phạm, Duy Thanh Nguyễn, Giang Thảo, Bình Phạm, Ngọc My Trương, Kim Ánh, Hòa Lâm, Út Võ, Bình Phạm, Mai Tuyết, tiệc cưới Nga Dũng, Thành Ngô, em hay ăn chung với xúc Hằng Nguyễn, Anna Tú Nguyễn, Kim Anh Võ, Trần Thị Hồng Điệp, Nga Tạ, Mỹ Dương, Thanh Thúy, giao đâu chăm? Ok chị Xanh Lâm, tiệc cưới Nga Dũng nha, Ruby, Huệ Trần, kẹo dẻo có nha Ngọc Trai ơi, chốt đi 5 kẹo đẹo 59.000. Nhà Nguyễn, Cục Anh Châu. Giữ đơn là hết đồ đáng kiểu. Đông Y một hũ 130.000. Nhiệt kế Phi Mã, Yến Nguyễn, Đào Lê, Ngọc Ánh, Thanh Thanh Hải kèm số điện thoại, Thanh Hằng, Đoàn Phương Lan, Nhài Hoa, Đũa Hương, Chí Vĩ Gà Tôm, My Dương, Nguyễn Huệ. Mì trộn ngon lắm, cảm ơn chị nha. Xanh Lâm, cái mì trộn Đinh Ngọc Diễm hai mì trộn ăn cay á, thì đừng chốt có bỏ Linh. Cái bỏ sa tế vô nha, bỏ sa tế vô nó cay lắm. Mà em ở nhà em là tụi nó ăn cay được nên nó thích ăn lắm. Thùng mì trộn cho chị Bình Phạm, một thùng mì trộn pin là tiểu, 200 pin đại có cốt phi ship, pin nhỏ pin lớn cho cô Út nha. Còn hai lốc là 10 gói, mà hai lốc mì trộn 75.000. Chốt giùm em hai lốc mì trộn hoặc là một thùng mì trộn giùm em. Xúc xích pin pin 24 cây là 95.000, nói chung rẻ ngoài hơn được 20 mấy ngàn á. 4 xúc xích 95.000, mì trộn 2 bịch mì trộn là 75.000, mỗi bịch là có 5 gói nha. Mì trộn 2 bịch 75.000 mấy chị ơi. Ngon lắm, yên tâm đi mấy chị, em bán đồ ăn là mấy chị yên tâm. 14 mì trộn cho Lan Thị Trương. Mai đi về bánh bía. 2 mì trộn cho Quỳnh Đan. Chốt bánh bía luôn đây, mai trộn cho Lan Trần, 2 nhịp kế cho Thúy Trương. Hai mì trộn cho anh Nguyễn Lan. Được không? Qua làm cho nhiệt mẹ kế Tuấn Phan. Nhiêu đậu? Mì trộn một thùng cho Nguyễn Thơ. Pin nhỏ Trần Thị Hồng Điệp. Xúc xích cho Phúc Hậu. Mì trộn cho Nhài Hoa. Mì trộn cho Dung Thùy. Ok chị Thanh Thúy nha. Nhiệt kế Lê Nguyệt. Mì trộn cho Hương Dương. Hai mì trộn cho Hoàng Phượng. Mì trộn cho Ngọc Quyên Võ. Thôi, thể chơi TikTok. Tao có cây súng này. Hai mì trộn cho Bảo Ngọc. Mì trộn cho Nga Dương.
Xúc xích sang trần lắm hả? Hai mì kim ánh chốt lại hai mì trộn đi chị ơi, một thùng mì trộn cho Kim Loan, hai mì trộn cho Hằng Lê, hai tí muội Thu Lê, xúc xích cho Thị Kiều Phương, hai nhiệt kế cho Nguyễn Xuân, chị Thái Phượng lấy mì trộn, hai mì trộn cho Loan Bùi, ngon quá mấy chị ơi, mì trộn ngon quá. Hương Thiên lấy một thùng mì trộn, Hương Thiên chốt lại giùm em một thùng mì trộn chị ơi, Hương Nguyễn mì trộn, Trang Vinh Hương một thùng mì trộn, Trúc Nguyễn hai Đông Y mì trộn Anh Thu, mì trộn chị. Xúc xích là 5 bịch, 4,95 ngàn nha. Kẹo dẻo Hằng Nguyễn, cà phê cho Lê Nguyệt. Mì trộn cho Mỹ Quỳnh. Mì trộn là 280 ngàn, Lê Nguyệt cà phê, gói. Cúc phê Lê xíu mại. Thanh An Lê xúc xích, Võ Lệ bao tử kẹo dẻo. Thùng mì trộn cho Nguyễn Thanh Thúy, Mai Tuyết mì trộn, Mỹ Quỳnh Ngọc Phụng mì trộn, Kim Hoa Trần mì trộn, Ngọc Tuyết Lê mì trộn, Đinh Ngọc Diễm xúc xích, Hòa Lâm một thùng mì trộn, Nguyễn Hạnh mì trộn, Nga Dương xúc xích, Huệ Lê nhiệt kế, Ngọc Nguyễn mì trộn, Phượng Liên mì trộn, Phạm Đào mì trộn, Hương Thiên lấy một thùng mì trộn, Huệ Lê nhiệt kế, bánh bía cho Hoa Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Thanh Thảo mì trộn, Nguyễn Thơ xúc xích, Mộng Ngọc Vương Thị mì trộn, Nhung Dương mì trộn, đến đơn cho em Hoa Nguyễn mì trộn Nam Khang ướp, nhiệt kế cho Môn Phạm, Võ Thị Phụng mì trộn, Anh Mai mì trộn, Ánh Võ mì trộn, Cục Anh Châu mì trộn, Nga Tạ xúc xích, Huệ Trần mì trộn, nhiệt kế 125 ngàn, Kim Trinh Thị Tiền mì trộn, Phương My mì trộn, Lan Phạm mì trộn, Nga Trần xúc xích, Thủy Trần mì trộn kèm số điện thoại, Trúc Linh mì trộn. Mì trộn chị nào ăn không cay được bỏ bịch sa tế ra dùm em với. Tuấn Phan nhiệt kế, Nguyễn Hà ok nhiệt kế nè, Yến Nguyễn xúc xích, cà phê miếng cho Nguyễn Kim, Thái Phượng xúc xích, Phi Mã mì trộn, thêm mì trộn cho Thuận Nguyễn, Quỳnh Như Ngô Thị mì trộn, Loan Lê xúc xích, Thịnh Nguyễn có đơn, một thùng mì trộn cho Tân Trần, ok Kiều Ân nè, trái bơ mì trộn, Phương Hồng mì trộn, Đặng Tết xúc xích, Anna Tú Yên mì trộn, Kim Loan xúc xích, Nga Hồng cà phê, một thùng là 8 lốc. Anh Tèo để 840 là 40 gói đúng không chị? Nó có đau body nữa, mới cần nhớ cái đầu. Một thùng mì trộn là 40 gói nha. Thanh Giang Nguyễn Thị mì trộn. Tự mình đâu mì trộn kẹo dẻo cho Dung Lưu, 20 mì trộn. Thúy Anh gấp thùng là em bán 2 lốc mì trộn nha, Thúy Anh gấp thùng ơi. Chị nào lấy chốt giùm em 2 mì trộn, Nguyễn Mai mì trộn, Phạm Nguyễn mì trộn, ok Nguyễn Kim nha. Hồng Văn Lê mì trộn xúc xích. Tăng lực này á, một mì trộn Nguyễn Kim Chi. Rồi. Mì trộn là em bán 2 bịch nha. Ok Tào Ngọc Diệp nha. Mì trộn em bán 2 bịch mọi người ơi, Lê Tuyết Tuyết chốt giùm em 2 mì trộn, Thúy Anh gấp thùng 2 mì trộn. Hai lốc tăng lực. Hoàng Yến, Kim Tuyến. 250 đi. Trang còn chốt đơn nha cô Hằng Mai Thi Ngọc ơi. Nịch bụng 2 xâm không được cho Loan Bùi. Úc Võ có đơn nè, Sang Trần có đơn, Mỹ Hoa có đơn, Hà Lê có đơn, Quỳnh Nữ có đơn, Hằng Lê có đơn, Văn Thí Nguyễn có đơn, Nguyễn Xuân, Ngọc Quyên Võ, Nguyễn Úc, Châu Thi Trần, Văn Thí Nguyễn, Trang Lưu, Kim Ảnh, Thanh Thúy, Hiền Nguyễn, mì ly em hết rồi. Nhiệt kế 125 ngàn, Hai Mì trộn thì đi làm cũng em. Lan Thi Hương, Hiền Nguyễn, Thủy Trần, Tăng Lực, Tăng Lực cho chị Hiền Nguyễn, cùng mì trộn cho Thủy Trần, nhiệt kế cho Hào Lưu Nhật. Xúc xích kẹo dẻo cho Nguyễn Yến, hai mì trộn bento cho Từ Thị Hồng, Dương Phụng có đơn, Kim Huy, bao nhiêu độ? Loan Lê có đơn, Đinh Ngọc Diễm. Ủa vậy là cơ địa của mỗi người Đinh là Ngô, khác nhau. Nga Phạm. Mẹ nhiêu độ? Mẹ 33 độ 2. Mẹ nhiêu độ? Hoa Nguyễn, Xu Trần, Vương Ngọc Bích. Mẹ nhiêu độ? Còn chốt đơn nha cô Hằng Mai Thi Ngọc vậy ơi. Là bình thường cơ địa mình là 30 mấy độ. Mì trộn 2 lốc 75 ngàn, Kim Huy. Mấy rồi bên em là từ ngày từ giờ tới ngày 30 là bên em không có gọi chốt đơn nên là phải đọc từng chị nha mấy chị ơi. Mỹ Phượng, Thủy Trần, Loan Lê, Mỹ Phượng, Diệp Mai, Nguyễn Gia Hân, Thu Thị Nguyễn, Văn Thúy Nguyễn, Ngọc Trai, Diệp Lan, Mỹ Ánh, Thủy Lê, Trang Lưu. Từ giờ tới 30 là em không có điện chốt đơn, chị nào đủ đơn là em đi đơn luôn, nên thành ra là chị nào đọc tên là mới có hàng. Nguyệt Phan, Văn Thúy Nguyễn, Trang Vinh Hương. 4 cà phê 100 ngàn. 2 tăng lực cho tiệc cưới Nga Dũng, Yến bé em còn. 10 bé em chuyển khoản thì bấm là chị chuyển khoản. Chị chuyển nhân viên sẽ chụp bill qua Zalo cho mấy chị chuyển khoản. Chị nào thay đổi địa chỉ thì nhắn tin lên cho em là chị thay đổi địa chỉ. Nha. Bento 2 chị 69 ngàn. Còn đèn dầu nha Dung Lưu ơi. Bento là mực xé hết rồi. Còn Bento. Mì trộn Nguyễn Ước. Bento cũng là mực xé. Hạt dẻ chả đùm cà phê ly hồng kèm số điện thoại. Mì trộn cho Ánh Nguyệt Nguyễn, 4 cà phê cho Đặng Tuyết,
cà phê xanh xanh. Xanh xanh. Trả đơn cà phê okay, chưa? Ok, Thu Thị Nguyễn nha. Ai lấy cà phê chốt cà phê. Anh Nguyệt Nguyễn mì trộn. Một thùng mì trộn là 280.000 nha Hằng Mai Thiên Ngọc ơi. 280.000. Mì trộn cho Huỳnh mì Nữ. Cà phê cho Nguyễn Thơ. Năng lực cho Hằng Thúy. Ok chị Anh Nguyễn Lan. 6 cái đúng không? Cà phê Nguyệt Phan, cà phê cho Thanh Hồng Ngô. Cà phê cho Bích Thủy Nguyễn. Cái đó là cái Kiến à cái tủ lạnh của Trời ơi. Hai bên cô. Cho anh tèm cái nha. Nhưng mà ai Bento Thu Thị Nguyễn vô nó đâu được. Phải có Thúy Trương chốt lại 4 cà phê nha chị ơi. Bento cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng nè. Bích Thị Nguyễn cà phê. Im lặng đi. Hòa Lâm cà phê, Trang Vinh Hương có đơn nha chị nha. Ngọc Kết Lê cà phê, Nịch Bụng Xuân Thu. Cà phê Trang Nguyễn. Cà phê cho Hoàng Phượng 8. 4 Bento đỏ cho Thanh Thúy. Cà phê Dung Lưu, cà phê cho Mai Hương Nguyễn. Cà phê Loan Lê, cà phê Dung Dung Nguyễn. Cà phê cho Thị Hiệp Trương. Cà phê Trang Nguyễn. Cà phê cho Trang Vinh Hương. Nhiệt kế 4 xúc xích cho Diệp Lan. Mì trộn Thị Lan Lê, Phạm Đào cà phê. Yến Lê cà phê. Hằng Đoàn cà phê, Thúy Trương cà phê. À có cái quạt. Hương My lấy quần mì trộn ok. Bán kem hai mặt còn nha Nguyễn Thu Mai ơi. 100... Lan Phan cà phê. Một đèn dầu cho cô Dung Lưu. Cà phê Hằng Lê, mì trộn Phương Thi, Tuyết Lan cà phê, Mỹ Hồng mì trộn cà phê, Phương Dương cà phê, Ái Nguyễn Kim cà phê, Thanh Hằng cà phê, Lê Huệ mì trộn 4 xúc xích, Hồng Văn Lê cà phê, Giàu Đăng 8 cà phê, Nguyễn Minh cà phê, một thùng mì trộn, ok Ngọc Nguyễn nha, Tài Thiên cà phê, Nguyễn Yến, mì trẻ em, ăn sống hết rồi Nguyễn Yến ơi. Cà phê cho Trương Thị Hoa, Ánh Nguyệt Nguyễn cà phê, dạ mở Đông Y cho Văn Thúy Nguyễn, ok chị Hoàng Phượng nha, mì trộn xúc xích Trang Nguyễn, xúc xích Trần Thị Hồng Diệp, mì chay cho Loan Lê, một thùng mì chay 195 phi ship, Mỹ Hoa, hai mì trộn Ngọc Nguyễn cà phê, Trang Nguyễn mì trộn xúc xích, để có mà khách Nguyễn Thị Kim Ngọc cà phê, đó. Cà phê Macchiato, Hoa Nguyễn Hạt Kia. Cô Út cà phê. Rồi mắc lắm á, này thì mắc lắm. Em lấy có 20 cái để là xài thôi à. Kiếm bảo hộ. Cái này mình bán mà đi có nhiêu cái không? Nếu mà bán là bán gì có 55.000 cái. Hoàng Phượng cà phê, Hà Trần cà phê. Bàn Hụi không có. Trà Bông Nhỏ cho Lê Nguyệt, cà phê cho My Dương. Đi chợ á. Mì trộn cà phê Mỹ Hoàng Lệ. Xúc xích cho Hằng Nguyễn. Ký muối xài cho Phạm Đào. Trần My Châu cà phê. Đi nha Tứ Trần ơi. Con ráp vô cho mẹ mẫu cái. Thùng mì trộn em kêu nó chia hai ok chị Hằng Mai Thu Thi Ngọc nha. Ai chuyển khoản bấm chữ chuyển khoản nha mọi người ơi, để ai đuổi địa chỉ thì bấm cái này cho em luôn nha. Quạt gấp cho em nha, có hai chế độ nè. Chanh muối em còn chanh muối 75.000 hộp Huỳnh Đan ơi. Chanh muối làm giờ lo mua đi mấy một chị. Thùng nước bí đao làm hết rồi nha. Thùng miến, một thùng miến với ai xúc xích cho Tuấn Phan. Quạt này gấp lên được, máng cất được nha. Quạt gấp bùa, sao bữa nay xịn sò quá vậy? Ừ, nay xịn sò ghê. Hai mì trộn kèo uống bên tô bánh mía Thương Nguyễn. Quạt gấp này hôm nay là 145.000. Cái này quạt này là quạt... Quạt tích điện đó chị ơi. Tích điện. Quạt tích điện. Y chang quạt gấp được rồi mà. Đào Lê cà phê. Quạt gấp bao nhiêu chị? Hả? Quạt gấp... 155 hả? 145. 145. Quạt gấp 145. Chanh muối Huỳnh Đan, ok Hồng Thanh chuyển khoản nha, mì trộn Nga Phạm, hai quạt gấp cho Hani. Chanh muối cho Minh Mẫn, quạt gấp cho Hương Thiên. Ok Bình Phạm nha. Nguyễn Hạnh chanh muối, Minh Mẫn chanh muối, Liên Hoa Trần cà phê kèm số điện thoại chị ơi. Bin Bin chanh muối, Mỹ Phượng chanh muối, quạt gấp cho Tuyết Trần Tuyết cá cây Hà Trần. Lan Điền chanh muối, quạt gấp Yến Yến Châu Phi. Mỹ Phượng chanh muối, Nga Tô quạt gấp. Phát Ngọc quạt gấp, Huỳnh Đan quạt gấp, Hồng Thanh quạt gấp, Thanh Thủy quạt gấp nha. Ca Nguyễn quạt gấp, thùng trà tắc cho Huỳnh Thu, 4 cà phê thùng mì trộn cho Cường Huỳnh Thanh, Đỗ Thị Lan Lan chanh muối, quạt gấp Tina, hai quạt gấp cho Nguyễn Mỹ Anh, tiệc cưới Nga Dũng, Diễm Vương Thúy, cá cây Lê Lê, Nguyễn Hà, trà bí đao em hết rồi, Kia Mai. Cá cây hai lốc cho Thanh Thủy, 4 chanh muối cho Michi Sara, 2 thùng miếng cho Nguyễn Thanh Xuân. Mình lấy cái này có 52.000. Mỗi một thùng là mấy chục bịch đó nha, Nguyễn Thanh Xuân ơi, chị lấy 2 thùng hay sao? Quà góp cà phê Phương Thảo Hà, xúc xích mì trộn muối tép Nhung Võ, quà góp Mi Dương. Ok Huỳnh Đan nha. Ai chuyển khoản cứ bấm là chị chuyển khoản để ngày mai nhân viên chụp qua Zalo. Ai đổi địa chỉ bấm địa chỉ trên like dùm em với nha. Chanh muối hoa sen, quà góp Hằng Trương. Chị nào mà có cái này được mấy cái? Hả? Sao cái đó mà
có một thùng. Ừ, có một thùng duy nhất thôi nha. Hai thùng trà tắc cho Thanh Thúy. Vậy là em có 4 cái. Và gót ti ti. Vậy em lấy hết 2 cái rồi. Trà bông nhỏ Liên Hoa Trần, Phạm Nhung quạt gót, mì tôm chanh muối, Hương Hình quạt gót. Ủa điện nhỏ có về không? Không. Lấy ổ điện chung, lấy ổ điện. Quạt gót Nguyễn Thị Kim Loan. Quạt gót Mỹ Hoa, quạt gót Ánh Nguyệt Nguyễn. Kính bảo hộ có bán không? Cái đó mình mua xài, chia cho mấy chị thì 10 cái đi, 52 ngàn vốn. Lấy cái này ra. Lấy miếng nâng mũi ra. Để nhà mình 10 cái thôi, chia cho mấy chị 10 cái. Kính bảo hộ nha. Một cái 55 ngàn nha. Hả? 55 hả? 52 ngàn. 52 ngàn. Vốn 52. Quạt gót Gia Nga Hà, quạt gót Lê Nguyễn, quạt gót Lan Bùi. Cái này là cái tủ lạnh của Nguyễn xe hơi Ánh Nguyệt Nguyễn. Là mấy chị bỏ trong đây được giỏi lắm nè. 7 tới 10 chai nước, 7 tới 10 hộp nước. Cô Ngô Hường có nha cô ơi. Nè cái này, cái okay, này là Nguyễn Thanh Xuân nha. My Chi Sara, Nguyễn Thanh Xuân ngày mai chuyển khoản cho em chị liền, nha. Ngày mai đem gửi lại liền nha. Hai kính bảo hộ cho Sen Nguyễn nè. Đưa lại cái khác coi. Yến Yến Châu Vi có quạt gấp à, rồi, Kim Anh cùng bày trộn. Hai kính bảo hộ cho Phương Ngọc. Hết cô gà, kính bảo hộ cho Thanh Thúy. Quạt gấp cho Nghiệp Nguyễn Thị. Bento cho Phương Lê, em bán 2 bento 89 ngàn Phương Lê nha. Kính bảo hộ cho Lê Thủy. Quạt gấp cho Nguyễn Thanh Tùng, kính bảo hộ cho Hồng Thanh. 52 ngàn một cái. Hương Dương kính bảo hộ nha. Này để được chừng 6 chai nước tới 8 chai nước hả bạn hả? Không đủ lạnh hả? Này tủ lạnh xe hơi. Tủ lạnh xe hơi 430. Có 4 cái thôi. Đưa cho anh đẹp 1 cái đi, lỡ bán hết uổng. 430 tuổi đi đường nó hay mua nước. Quạt gấp kiếm bảo hộ cho Khang Quỳnh. Tức là cái này mấy chị bỏ vô á là nó đã lạnh rồi, cái có hơi lạnh. Hai kính bảo hộ Đặng Hải Trang. Rồi tủ lạnh cho Ngọc Tây Minh nha. Tủ lạnh cho Huỳnh Đan. Kính bảo hộ cho Huệ Lê. Kính bảo hộ Phương Thảo Hà, kính bảo hộ cho Tết Trần. Minh Mận lấy 2 kính bảo hộ hết rồi. Tủ lạnh cho Hương Ngọc. Bà kính bảo hộ Hương Dương. Cô Dung Lưu. Lưu Phúc Hàn Quốc cho Mai đi ghi. Lý Lý Thị Hồng, Hương Ngọc. Mình không có xài uổng. Đưa cái máy sấy này. Hết nước xả rồi. 2 bento Phương Lê, 2 ủ điện vuông cho Yến Yến Châu Phi. Đặng Hải Trang gửi rồi, cá cây Xuân Hương Ngô. Cái máy mà mày đưa cho tao. Đặng Hải Trang. Ok chị Nguyễn Thanh Xuân. Ủ điện cho Michi Sara. Nó đi mua 170 mấy nghìn. Ủa trời ơi. Y chang luôn, không khác cái xíu nào. Quạt gấp cà phê chanh muối cho Vân Bùi. Kính bảo hộ Mỹ Hạnh, Kim Tuyến. Bự hơn luôn. Wow. Biết nhiều mấy chị. Tủ lạnh nha, chốt mê má tủ lạnh đi. Ủa, lại 130. Chốt lên chốt lại 4 kính bảo hộ đi chị ơi. Cái này là tủ lạnh cho Michi Sara. Sấy nóng và sấy lạnh chứ không phải là không. Tủ lạnh cho Hương Ngọc. Sấy lạnh là nó sẽ không bị hư tóc. Giờ ít ai người ta sấy nóng lắm. Cắm vô giùm nữa. Kim Định, Lê Nguyễn. Kéo lại chị miếng tí xíu. Có đèn dầu nha, còn đèn dầu Yến Yến Châu Phi ơi. Hết cam tan rồi nha. Ở dưới là chế độ. Ủa mắm chương Nga Phạm. Tí mùi em còn tí mùi rau củ em hết rồi. Và gấp cho mấy chị ơi. Rồi chốt cho em là máy sấy 85 ngàn. Trời ơi. Tủ lạnh là 430 ngàn. Máy sấy 85 giùm em nha. Em dặn chế độ nhỏ. Ổ điện lớn là 125 ngàn. Ổ điện vuông là 95 ngàn. Nhỏ rồi, lớn quá. Thấy Thu Thủy Nguyễn nãy giờ em đọc tên chị rồi đó nha. Ba mắm chưng cho Liên Hoa. Rồi đây lấy máy sấy, chốt máy sấy cho em. Cái máy sấy này tiện mấy chị biết sao không? Khi mình hai ổ điện khuya, nhỏ cho Linh Ngô. Tắm tối đồ á. Sấy tóc cho Đinh Thị An. Mình tắm khuya tắm tối đồ á là cái này nó sấy cho nó khô, nó không có bị nhức đầu. Hai quạt góp cho chú Đặng Chinh Đỗ. Một thạch cho Thúy Hằng, thùng mì trộn Kim Anh, máy sấy Kim Cốt. Không Kim Cốt rồi. Cái xe hơi cái giọt về liền. Giọt lẹ luôn quá. Vừa đưa cái nửa triệu luôn rồi đó. Đưa cái gì quên mẹ rồi. Tủ lạnh xe hơi cái sấy tóc Lan Lê, đèn dầu Nguyễn Huệ. Hai đèn dầu cho Yến Yến Châu Vi. Chín bò kho cho Minh Mẫn. Em mới bán đó Hạnh Thương ơi, 52 ngàn một cái. 52 ngàn là chia cho mấy chị á. Cái máy sấy cho hàng Việt xe hơi á. Là ôm cái về luôn. Được. Máy sấy cho Dương Phụng. Máy sấy pin nhỏ cho Sương Trương. Có. Máy sấy cho Yến Liên. Ổng sạc pin điện thoại được mà. Máy sấy cho Sương. Máy sấy cho 10 Nguyễn. 85 ngàn cái máy sấy Yến Linh. Con đứng lên dẹp đi con. Hai tí muội cho Nhung Dương. Trời ơi là trời. Máy sấy 85 ngàn. Đen không cần hủy, cái đó để chú Cường. Máy sấy cho Phi Mã, máy sấy em dày được có 50 cái thôi mấy chị ơi. Máy sấy cho Phương nào. Hai anh em luôn đứng lên lười. Máy sấy kính bảo hộ cho chị Oanh Đặng. Dẹp phụ nó. Tốt xếp đồ kìa. Rồi dung dịch vệ sinh cho em, hôm nay có 85 ngàn chai à. Hàng loại 2 lốc mì trộn. Hàng công ty nha, em không có bán hàng loại 2 loại 3.
Hết rồi Yến Châu Phi ơi. Dung dịch Hana. Dung dịch Hana, chốt dung dịch vệ sinh 85 ngàn chai. Dung dịch vệ sinh 85 ngàn chai. Nếu 2 chai trở lên nha mọi người ơi. Tại vì lâu lâu á mới có một đợt thôi. Chứ lâu em lâu không có bán cái này thường xuyên. Máy sấy cho tính phốt. Hết hàng em mới lấy nữa. Đó, chốt liền giùm em dung dịch Hana 2 chai 170 ngàn. Máy sấy Trúc Nguyễn, máy sấy Phương Đào 4K chị nắm 120 ngàn một hũ nha. 2 chai 170 ngàn. 85 ngàn chai dung dịch Hana. Hai dung dịch cho Minh Mẫn. Dung dịch này nó có nhiều tác dụng lắm nha mọi người. Vừa phe khích nè. Sấy tóc kim dung. Chị Thâm nè. Vừa chị Thâm. Làm hồng em bé nè. Thấm Thấm Nguyễn hai dung dịch Hana nè. Hồng em bé nè. Đinh Ngọc Diễm hai dung dịch nha. Huỳnh Đan hai dung dịch. Huỳnh Đan hai. Thấm Thấm Nguyễn dung dịch. Hương Chốt lấy dung dịch. Tủ lạnh là 430 ngàn nha Nga Phạm ơi. Dung dịch cho Đăng Vi Nguyễn. Máy sấy ổ điện viên Vương cho Thanh Bình Nguyễn. Cô Kiều Anh lấy dung dịch. Máy sấy cho Hoàng Hà Nguyễn. Dung dịch cho Đăng Vi Nguyễn. Uống cà phê 10 Nguyễn. 6 cà ri cho Kim Trinh Thị Tiến. Trà tắc đào cho Kim Định. Dung dịch Ngọc Nguyễn. Anh Nguyễn Lan hai dung dịch. Nguyễn Mỹ Anh dung dịch. Sấy tóc Úc Trương. Tuyết Trần Tuyết dung dịch. Hướng Dương dung dịch. Nga Phạm dung dịch. Đặng Quen dung dịch nha. Hoa Vỏ lúc mì trộn. Thúy Thanh Nguyễn dung dịch nha. Dạ đúng rồi Ti Ti ơi, đúng rồi nha. Cái này là để ở đằng cảm sau. Ơn chị cái, Trang Vinh Hương nha. Đặng Quen dung dịch, Hồ Thị Hương dung dịch, Mi Dương dung dịch. Ok chị Yến Châu Vi nha. Quạt hơi nước không đằng sau không có bán chị ơi. Ba dung dịch cho chị Ngọc Dương. Quạt hơi nước đằng sau chị nào đặt đó thì em sẽ lấy cho 5 triệu rưỡi. Kim Định có rồi chị nha. Cái này chốt liền giùm em là kệ toilet. Dung dịch 85 ngàn một cái. Tuyết Anh, Bình Phạm hai chân. Loan Trần, Dung Lưu. Kệ nhà tắm đi cho lịch sự đi. Bình Tuyết, Duy Nhật, Dung Lưu, Sen Mai, Thu Minh, Trang Vinh Hương, Phạm Dung, Sen Mai. Rồi thôi bán cho mấy chị 75 ngàn nha. 75 ngàn nè, cái của con với cái của anh hai nè. Bên anh hai lấy màu đen đi. Thanh Thúy Nguyễn. Mẹ bên hai màu đen, đưa cho chú Eo nữa, phòng chú Eo nữa. Bốn tay chị Nam Quận Hải, chị Sen Mai, Thanh Nguyễn, Tuyền Trần. Xong rồi cái bắt đầu bỏ Hoa Thúy. Bỏ cái bỏ xà bông dầu gội rồi lên. Kệ tắm một cái nghe 85 hả? 75. Quỳnh đang lấy hai kệ tắm nha, dung dịch cho Lê Nguyễn nha. Vậy đây dung dịch ơi. Cho Nguyễn chị Phan. Lê Nguyễn hai dung dịch. Ba dung dịch cho Ngọc Dương. Kệ nhà tắm cho Khang Như Nguyễn. Để lên kệ nhà tắm đầu á. Cho mày nói dùm tao ơi, kệ nhà tắm là có màu trắng và màu đen. Kệ nhà tắm có hai màu. Còn màu trắng không mà hết đen rồi. Đen cho tụi nó xài hết rồi. Cúc Vũ, Khang Như Nguyễn, chị Kim Dung. Chị Tuyết Anh, chị Thủy Nguyễn, chị Kim Lan chốt lại kệ nhà tắm đi chị ơi. Nè đưa phòng ông Queo. Kệ nhà tắm cho Bảy Hoa, kệ nhà tắm cho Ngọc Dương, kệ nhà tắm cho Kim Anh Võ, Anh Mai. Nhiêu đó là hết hàng nha mày. Tuyết Anh, Anh Mai, Đinh Ngọc Diễm chốt lại kệ nhà tắm, Trang Quỳnh, Thân Võ, chị Hằng Lê chốt lại kệ nhà tắm. Mấy chị ơi, chốt giùm em chữ nhà kệ thêm chữ hai, hai chữ nhà tắm giùm em với. Anh Hồng Nguyễn, Thanh Nguyễn, Kim Anh Võ, Anh Mai, Đinh Ngọc Diễm chốt lại kệ nhà tắm, chị Ngọc Đai Minh, chị Lê Nguyệt, chị Ánh Võ, Thu Lê, Ngọc Hiệp, Kim Phạm, Tina Nguyễn, Nhung Nguyễn, Trang Nguyễn, Ngọc Hiệp có xuất xích rồi, Vi Võ kệ nhà tắm nha. Hết rồi Sen Mai ơi, Bình Phạm hai kệ nhà tắm nè, Anh Lâm, Lê Tuyết Tuyết, Lê Thụy, Đinh Ngọc Diễm, Vùng Trời Bình Yên, Thị Thị Ánh Tuyết, ok Đinh Thị An, Kim Loan, Hoa Thúy, Tuyết Trần, Ngân Phan, Kim Loan, Tuyết Trần, Duy Nhật, Quý Lê, Chí Vĩ Gà Tôm, chị Mai Lưu, Viết Hiền, Võ Thị Chính, kệ nhà tắm ở Trần Bảo, Vùng Trời Bình Yên, Hòa Lâm, Kia Mai, Linh Ngô, Kim Dung, Phi Mã, Phương Đào, Trần Sơn, Xuân Đào, bỏ vô để trả lại, Nhung Nguyễn, bỏ vô. Muối xà còn nha Thúy Lê ơi. Thấy số Tuyết Anh, chị Hoa Thúy, Thanh Bình Nguyễn, Thu Chân lấy hai dung dịch, Nguyễn Hạnh, Hằng Lê. Bỏ nguyên kiện này lại trả lại nó. Quý Lê. Em mà đồ xấu là em không có bán. Đưa ra. Xuân Đào. Nhớ nhắc để đưa lại liền nha. Với lại đưa lại cái số gì Tuyết Anh. Thu Lê, An Lâm, Hồ Xám Muối. Rồi kể mấy ồ. Ở ngoài nói nhỏ nhỏ thôi. Tú Anh Huỳnh, ok chị đẹp nè, Nga Nguyễn có đơn nha. Một lốc dầu đột quỵ, thùng trà sữa cho Tú Anh Huỳnh, cơm cháy em hết rồi. Máy tính 170 ngàn rồi, mấy chị mua 85 ngàn nè. Không có nhiều đâu nha, có mấy chục cái nè. Máy tính nha, 85 ngàn thôi mấy chị ơi. Phi Mã, ok chị Mộng Ngọc Vương Thị nha.
Cương ai mua về bán cũng lời. Lê Tuyết Tuyết, Thủy Lê. Rồi ai lấy chốt liền giùm em mấy tin. Ok chị Tám xì tin nha. 85.000. Thu Tâm ok có đơn nè. Cây nhà Tắm Hồ Quyên. Quạt hơi nước. Không có quạt hơi nước. Máy tính cho Ngọc Trương. Hai dung dịch Hana Nguyễn Kim. Máy tính cho Thúy Trần. Cây nhà Tắm Thủy Nguyễn. Xuân Đào cây nhà Tắm. Ngọc Linh Trương lấy máy tính. Hường Huỳnh máy tính. Kim Huy máy tính. Cô Thủy Nguyễn máy tính. Thái Hường máy tính. Ngọc Linh Trương máy tính. Máy tính có một kiện. Tân Võ máy tính. Huỳnh Đan máy tính. Trần Ái Vân máy tính. Ngọc Linh Trương. Nguyễn Lan Anh. Nguyễn Kim. Chị Bảy Hoa. Kim Loan. Cái này là chị nào cũng phải mua luôn. Nguyễn Kim. Đoàn Phương Lan kèm số điện thoại chị ơi. Thu Lê Nguyễn Kim. Nguyễn Lan Anh có rồi. Phương Ngọc. Ruby. Phương Ngọc Bích. Chị Gia Hân. Châu Nguyễn. Đăng Chính. Đỗ Tuyền. Cherry. Hồ Thị Hương. Oanh Bùi. Hà Trần. Phúc Trâm. Oanh Đặng. Phúc Vũ. Nô Trần. Phương Trúc. Nguyễn Vân. Thanh Hồng Ngô. Nguyễn Xuân Đào. Kim Ánh. Bớt mình bán 208 không? Đúng, 320. 320. Nhãn Võ Kim Ánh. Trời ơi, Trần Ái Vân luôn á. Đoàn Phương Lan em thấy số nha. Hai gì? Maria Zop. Trời nó rớt binh ra nè. Túy Duy, Thúy Dương Nguyễn. Nga chốt Nguyễn. Cái máy khoan. Hết cả nhà Tắm rồi chị ơi. Cái máy khoan Anh này Nguyễn. Là mấy chị sao nha. Nguyễn không cần đàn ông, không có đàn ông mà mấy chị cần cái gì á. Vô tường. Nào thì Ngọc Châu Nguyễn Phương. Tại vì nó bằng điện. Nên nó có cái lực sẵn rồi. Hồng mấy Trần. Chị chỉ việc bỏ vô cái con ốc vít á là mấy chị khoan thôi. Nó rất là dễ tại vì em xài hoài em biết em cần khoan cái gì mà lên tường á hoặc là bắt mấy cái máy quạt còn cái gì cần thiết á mấy Ngọc chị Hà, mình làm được hết. Nguyễn Xuân. Bắt mấy cái kệ đồ này kia đồ đó. Nô Trần, Hân Võ. Rồi cái máy bộ máy khoan này á cũng hàng sale mà có 20 bộ thôi nha. Không có nhiều. Rồi mấy chị khoan. Mua cái giá 240. Ủy 240 quá rẻ mấy 20 bộ không có bộ thứ 20. Máy khoan cho Phương Nguyên, máy tính cho Nguyễn Kim, nhớ máy tính cho Nguyễn không Xuân. Có bộ thứ 21. Máy tính 85.000 cũng Hồng Nguyễn ơi. Mấy chị muốn mua bộ thứ 21 cũng không có nữa. Máy đánh bụng không có nha. Máy đánh bụng hết hàng. Ấy còn. Máy tính cho Nguyễn Kim. Có mà máy massage đó, máy massage 185.000. Máy massage 185.000. Mà nó có nhiều đầu ốc thích lắm, gần 6-7. Máy khoan máy tính cho Diệu Huệ. Máy khoan 240.000. Máy khoan cho Huỳnh Đan, máy khoan cho Phụng Phan. 240. Tiện lợi lắm mấy chị ơi. Máy khoan cho Hiền Hiền. Mấy chị muốn bắt à. Cái gì cũng được. Không máy khoan Nga Nguyễn. Máy khoan Maria Zop nè. Máy tính cho Hương Dương. Ít hàng lắm. Khỏi máy khoan cho Candy Huyền. 240.000. Lần trước bán 320.000 nha mọi người nha. Hồng Thanh máy khoan. Không có hàng. Chứ có hàng là em đã lấy nhiều rồi. Được có một kiện à. Máy khoan là có một kiện duy nhất thôi á. Máy khoan cho Trần Minh Trinh. À Trinh Minh Trinh. Máy tính cho Đào Thị Ngọc Châu. Muối ớt em hết rồi Phương Thảo Hà ơi. Máy khoan cho Phương Ngọc. Hết giấy đa năng luôn. Máy khoan cho Ra Phương Trần. Máy khoan Thúy Dương Nguyễn. Quy Võ lấy máy khoan. Máy xay thịt em hết. Phương Ngọc máy khoan. Không cần đàn ông mình vẫn sử dụng được. Khánh Trang máy tính. Thu Minh Thu Minh máy khoan. Tuyết Sữa Nguyễn máy khoan. Thanh Nguyễn máy khoan. Võ Thị Ngọc Linh máy khoan. Huỳnh Loan máy khoan. Hằng Trương máy khoan. Sành Tuyết máy khoan. Võ Thị Tú Loan máy khoan. Cắm điện trực tiếp vô xài. Hai máy tính cho cô Thị Ánh Tuyết. Gắn này chắc ra luôn. Hả? Cháy máy luôn hết chất ra luôn hết rồi. Cái nhiệt kế đó cháy máy. Bé Khang lấy máy khoan. Xịt mũi của Thái. Dung Chính lấy máy máy tính. Xịt mũi của Thái bán nhiêu ạ? À xịt mũi hả? Hai chai 125. Hai chai có 125.000 thôi nha mọi người ơi. Rẻ quá. Linh Phương chốt lại đi chị ơi. Bé Khang, Hà Trần, Đăng Chính, Kim Tiên. Cái này nặng quá nè, lấy ra giùm chị cái thôi. Cùng bị trộn cho Phạm Dung, máy khoan cho Dương Phụng. Ok chị Nguyễn Phương có ba ốc quế và Văn Ngô. Chốt Kim Dung máy khoan Gia Hân cà phê sữa. Xịt mũi của Thái. Xịt côn trùng. Xịt côn trùng. Nô Trần. Thanh Hà máy khoan. Em lên cho mấy chị Kim Dung chai, máy khoan. Xịt có 6.000 chai à rẻ bèo. Cho chị. Cho gì? Phương Quyên xem lại cho nhỉ. Coi xem lại gì. Kệ nhà tắm. Mất rồi. Quỳnh Văn Đời. Kệ nhà tắm máy khoan. Hai xịt mũi. Xịt mũi cũng được, xịt côn trùng cũng được chị nha. Tân Trần nè. DMI Thu Minh có máy khoan rồi chị ơi. Huỳnh Văn Đời có máy khoan. Trần Thanh Nguyên. Văn Ngô có máy khoan. Ngân Phan lấy xịt côn trùng. Kim Lan xịt côn trùng. Ủ Điện Phương cho Nhãn Võ. Máy khoan cho Lê Phạm. Xịt mũi cho Thúy Lê. Đỗ Thị Minh Nga. Máy khoan dung dịch máy tính cho Cao Vi Nguyễn. Máy khoan 240. Maria Zop có hai xịt côn trùng. Máy khoan cho Thu Nguyễn nha. Ai lấy chốt lên thì ok cô Nguyễn Xuân lấy gì cô cứ nhắn qua Zalo cho con nha. Một hai năm Lê nữa thùng mì bò kho cho Đăng Khao.
xịt côn trùng phim hôi, ốc quế nịt bụng cho Nguyễn Quyền, máy khoan 240.000 xịt mũi cho Trang Vinh Hương, máy khoan cho Lan Hoa Phan, xịt mũi Đỗ Thị Minh Nga. Ok chị Đoàn Mai Anh nha. Trang Vinh Hương có 2 xịt mũi rồi chị ơi, đổ luôn lấy xịt mũi nha. Phương Quyên một thùng bao nhiêu, một thùng bao nhiêu chai xịt mũi ta? Xịt mũi thùng có 12 chai. Phim ảnh 12 chai chị Phương Quyên ơi. Hàng Lê chị Phương Quyên lấy thùng luôn đi. Bữa nào có cái chiếc giày mẫu. Rồi Nguyễn. Rồi Nguyễn. Hàng Lê có xịt mũi nha, máy tính cho quê vỏ. Hòa Lâm lấy 10 chai xịt mũi. Xịt côn trùng Phương Ngọc, Dầu Nguyễn, chai đi. Chị Hoa Nga Lâm Nguyễn, chuyển khoản á. Nga Hà, Bình Tuyết, Thanh Hằng. Ai chuyển khoản bấm chữ rồi. Là chị chuyển khoản nha. Để Đôi em Trần, biết đường Thanh là, Hàng, chị cưới Nga Dũng, Nga Huyền. Thôi là em Rang cứ ra đơn em đi đó. Linh Phương, mấy chị đây nè. Liên Hoa Trần, Trần Thị Hồng Nếu Điệp, như Nhi mà Nguyễn. Cái thằng chảy lớn của mình Sa là đâu có hỏi Nguyễn, bé Phan. Một đầu, hai đầu. Hai chai xịt mũi, 125 ngàn. Hòa Lâm ok, một thùng. Bàn chải trà dài nè. Hồng Văn Lê. Chốt cho em chữ là trà dài. Ok chị Phương Quyên. Trà dài cho em. Ok Ngọc Trương, máy khoan cho Hoa Quỳnh. Hai cây trà dày. Hai cây trà dày hả? Cái này mà một cây người ta cũng xài thấy mồ rồi ha. Bán cây thôi. Trà dày nha. Cái này ở ngoài bán 40.000 một cây hả? Trà dày ở ngoài là 40.000 một cây đó. Máy khoan cho Hồ em bán Quyên, một cây này cho mấy chị Quyên. Chỉ có 15.000 thôi. Trà dày một cây 15.000 mấy chị. Ai lấy hai cây là tính 25.000. Trà dày. Ngọc Phương máy khoan máy tính cho Hồ Quyên. Ngọc Phương Quyên lấy một em kiểm tra cho Diệu Huệ ơi. Máy khoan máy tính cho Hồ Quyên. Máy khoan cho Thanh Thanh Lê. Xịt mũi cho Phương Nguyễn, trà dày cho Maria Sốt. Máy khoan cho Mama. Trà dày cho chị Thúy Anh Gác Thung, xịt mũi cho bạn Mai Anh. Máy khoan cho chị Rơi Nguyễn. Trà dày cho em nha mọi người nha. Có 15.000 thôi. Hai trà dày cho Thúy Phượng. Trà dày cho Tiên Hồ. Trà dày cho Thúy Anh Gác Thung. Phan Như Nguyễn hai trà dày. Đinh Thị An trà dày, Nguyễn Quyên trà dày, máy khoan cho Tùng Thanh, Thúy Anh Gác Thung, Kim Anh Ly. Này tiện lắm á. Tiên Trung, Tiên Thi, tài là không có. Tiên Trương. Có khi mấy chị cần tài là không có. Bé Khang, Nguyễn Quyên, Đinh Thị An, Kim Dung, Phụng Lê, Kim Thi, Bình Tuyết, Huỳnh Ngọc Hảo, Dầu Nguyễn, Văn Thúy Nguyễn, Nguyễn Thị Kim Loan, Loan Lê, Thúy Nguyễn, Trang Quỳnh, Dung Chính Hoa, Nguyễn Lê Thị Ngoan, Thúy Lê, Bảy Hoa, Xuân Đào, Yến Phan, Khánh Trang, Yến Phan, Hương Lê, Ngọc Trương, Kim Huy, Đỗ Hương, Khánh Trần, Ân Võ, Phương Quyên, Kim Cúc Hồ Quyên, Phúc Nguyễn, Nguyễn Loan Anh, Nguyễn Xuân Đào, Võ Thị Ngọc Linh, Áo Dài, Nguyễn Phương, Phương Ngọc, Long Hải Hồ, Ngọc Hà, Thanh Nguyễn, Hiền Hiền, Tố Uyên, Tố Uyên, Hương Lê, Phụng Phan, Thanh Nguyễn, Hân Lê, Liên Nguyễn, Phương Đào, Phương Nguyễn, Thị Kiều Phương, Dung Lưu, Trần Thị Hồng Điệp, Nhiêm Năng Thị, Kim Anh Ly, Phương Đào, Diễm Phương Thúy, Hồng Loan, Kim Loan, Nguyễn Thị Minh Nhung, Vương Ngọc Bích, Muội Muội, Vi Võ, Trang Vinh Hương, ok chị đẹp nha, An Lâm, Siêu Ly, Siêu Ly, Bình Tuyết, Lê Tuyết Tuyết, Võ Lệ, Mỹ Dương, Võ Thị Ngọc Linh, Cà Đào với Rơi Nguyễn Hà Trần. Tiệc cưới Nga Dũng. Ba lốc là 95 ngàn. Còn một thùng là 165. Thùng 165. Hộp bình Hàn Quốc em hết rồi chị ơi. Cà Đào Cam Xã. Nghiệp Nguyễn Thị. Và Cà Đào Mật Ong. Lê Thị Thu Thảo. Mama. Hôm nay không có về bóng đèn hả? Máy sấy chưa hết. Để Tân Minh. Tư Tô. Lê Nguyệt. Cà Đào Cam Bình Xã. Bình Đời. Trà đào, chốt mẹ em trà đào hoặc trà tắc nha. Hoặc là lấy hai vị cũng được. Nguyễn Hà, lốc trà dày nha, Mỹ Hồng. Một thùng của nó là Mỹ Hồng chốt ba lốc trà, chị ơi, máy khoan cho Hồ Sám Muối. Ok chị Thu Nguyễn bin nè. Pin nhỏ 85, pin lớn, pin nhỏ 85, pin lớn 85. Một lốc pin như vậy là 24 cục, đó là 40 cục. 40 Hồ Sám Muối, Thu Nguyễn có đơn. Muối tép cho em luôn, muối tép 89.000 hai hộp. Tép nguyên con, tép Tây Ninh đó nha. Thu Nguyễn, Võ Thị Ngọc Linh, Hồ Sám Muối. Ly cà phê, hàng inox 304. Mấy chị mà đỏ bỏ cà phê trong đây một ngày chưa tan đá nữa mấy chị. 95.000, 150 bán 95.000. 95.000 ly cà phê. Chốt em ly cà phê nha mấy chị nha. Mấy chị tên ông một ngày có khi nhà em hai thùng trà tắc. Bình thủ nhà cho Trần Minh Trân. Bên tôi cho Maria lớn. Trà dày côn trùng cho Nga Phạm. Ba lốc trà ba vị, ba lốc trà cho chị Mỹ Hồng. Ba lốc trà Ngọc Nhi kèm số điện thoại, thùng trà tắc cho Mai Tuyết. Hai ba lốc trà Thanh Thúy chốt lại hai thùng trà đào thì chốt lại em hai thùng trà đào đi chị ơi, ly cà phê cho Tuân Toàn Nguyễn. Một thùng trà đào Kim Tiên chốt lại một thùng trà hai vị dùm em với. Ly cà chốt phê một Kim cái ly là được rồi, chốt một cái ly là được rồi mấy chị. Cô Nhài Hoa chốt lại dùm con là ba lốc trà hai vị. Một thùng trà tắc cho Lê Quốc Huy. Thùng trà tắc là 165.000 một thùng nha. Ly cà phê cho Đỗ Tuyền, ly cho Thúy Phượng, ly cho Dung Chính. Ba lốc trà Ái Liên. Minh Mẫn lấy một thùng trà hai thứ ok nha. Thùng trà đào cho Trang Vinh Hương. Trà sữa em còn chút quyển chốt đi chị ơi. Ly cho chị Hân Lê.
ly cho Kim Thi là 95.000 đồng ly. Cam xả trà tắc mật ong lớn cho Nguyễn Hà. Muôn vùng để dành uống. Bốn mùa chốt lại đi bốn mùa. Một cái ly 95.000. Ly cho Nguyễn Liên. Trà dày rơi Nguyễn. Trà tắc là 165.000 nha Liễu Liễu ơi. Ba lúc trà hai vị cô nhài hoa trà tắc trà đào Hạnh Nguyễn. Ly Ngọc Nguyễn ly cho tiệc cưới Mai Dũng ly cho Thanh Nguyễn. Ly cho Hạnh Thương ly Khang Như Nguyễn ly Diệu Huệ. Ly cho Thanh Nguyễn ly cho Mai Hoa. Thùng trà tắc cho Thúy Mi Sa. Ly cho Kim Ánh. Thùng trà tắc nửa thùng trà tắc cho bé Khang. Ly cho Quyên Thúy. Thùng trà hai vị cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng. Thùng trà hai vị cho Sen Nguyễn. Ly Bình Tuyết ba lốc trà cho Nga Hà. Ly Phương Ngọc ly cho Lê Quốc Huy. Dung Lưu lấy ly. Kim Ánh lấy ly. Thúy Mi Sa lấy thùng trà tắc. Nga Hà. Yến Mạch mà em hết rồi. Ly Phương Ngọc ly Lê Quốc Huy nha. Hai thùng trà đào hai thùng trà tắc cho Thanh Thúy. Ly Nhãn Võ. Ly Thanh Hằng mũi tép Ly Nguyễn ba lốc trà cho Bình Tuyết. Một thùng hai vị cho tiệc cưới Nga Dũng. Anh Nguyễn thùng trà hai vị ly cho Ngọc Hân Phạm. Ly cà phê cho mấy chị ơi. Thùng trà hai vị cho Kim Tiên. Lốc cá cây cho Duyên Phạm. Hai lốc em bán ba lốc trà 95.000. Chị nào lấy một thùng em tính 165.000. Một thùng là 6 lốc. Anh Nguyễn Lan, chị Ái Liên, Hạnh Thương, áo dài Nguyễn Phương. Ok đào chị Ngọc Châu. Nha mấy chị nha. Ngọc Hà có một thùng trà tắc. Chốt cho em đèn tích điện 105. Dung Chính, Nga Phạm, Thái Phượng. Đèn tích điện 105. Thu Thủy, Thanh Tâm, Nguyễn Thị, Liễu Liễu, ok Thúy Huỳnh cho số điện thoại chị ơi. Mỹ Linh, chị Dung Chính, Mâu Trần. Mắc này cho em 70.000 chai bắp hàng luôn. 70.000 một chai bắp. Băng keo hai mạch 55.000 một cuộn nha cô Nguyễn Thu Mai ơi. Pin nhỏ pin lớn cho Mina, hai thùng trà đào ly cho chị Thanh Vân, ly Võ Thị Ngọc Linh, thùng trà sữa cho Chút Nguyễn, ly cà phê cho cô Võ Lệ. Có cái vị đèn tích điện cho Phương Nguyễn, đèn tích điện là 105.000. Dâu đó. Đèn tích điện 105.000. 70.000 một chai. Ly cho Hana Ngọc, đèn tích điện cho Thúy Phượng, quạt tích điện cho Phượng Trần, bắp cho chị Ngọc Trương. Cái gì quên mẹ là mất. Đèn tích điện cho Hạnh Thương, tích điện cho Thục Anh Châu. Hôm nay em bán mấy cái món này em không nhớ. Em bán hai lần rồi mà em cũng em quên có cái, rổ cái, món của nó là cái món gì. Cái này là lương khô 1kg 145. Thành phần của nó làm từ các loại đậu. Không bỏ thùng được Yến ơi. Bắt cho Tuân Toàn Nguyễn. Không bỏ thùng được con ơi, chật lắm. Không bỏ thùng được. Đi cưới ngay dựng lấy đèn tích điện nha. Nguyễn Trang hai chai bắp. Thúy Lê chai bắp, Hằng Lê chai bắp. Không có cái gì con bỏ. Mỹ Linh ơi lấy thùng trà vị tắc hay là vị đào? Mỹ Linh chốt lại giùm em với. Lấy số Thúy Huỳnh nha. Chai bắp cho Hương Phan. Xúc xích là phải chùm lại nha. Bắp cho Lê Tuyết Tuyết. Tích điện cho Cơ Âu. Còn trà đào trà tắc vô phòng gì á? Là cho Rơi Nguyễn, đó. Chai bắp cho Thu Thủy, lương khô cho Phương Nguyễn. Bắp cho Hoa Lê, tích điện cho chị Phương Quyên. Lương khô 145. Cơm cháy em hết rồi. 165 á, hôm nay 145. Rồi xả ý em hết luôn nha. Quạt tích điện 145.000 cho Kim Mai. Ra nhiêu đây lượm nào mấy chị? Trà đào cho Mỹ Nương Ngô. Một ký của nó là ra thùng trà hai tứ cho Thanh Tâm Nguyễn Thị. Đâm Khao lấy bắp, Mỹ Nương Ngô lấy thùng trà ba lốc trà cho Ngọc Trương. Tích điện cho Diệt Mai chai bắp cho Kim Anh Ly. Đẹp. Rồi Tuyết Trần chai bắp, ly cà phê, mì trà dày 25.000 một cho Hà Thu. Một thùng của nó Loan là Kim là trà 280.000 phi xuyên 12 tô. Dương Hiền siêu ngon luôn. Đỗ Thị Minh Nga Diệu Huệ. Mì bò kho chút Tỷ Tỷ Nhung Dương. Thúy Huỳnh Ngọc Nữ Dương Thị Nguyễn Hà Dương Hiền Cơ Âu Anh Đào Đàm Thiên. Chai bắp cho Đỗ Dung, Nguyễn Phượng, Thu Thủy Nguyễn, Đỗ Thị Minh Nga, Liễu Liễu, Hương Huỳnh, tiệc cưới Nga Dũng. Đơn hàng hồi trưa là đi rồi. Bốn mùa, Dầu Nguyễn, Nhung Nguyễn, Ngọc Nữ Trương Thị, Mỹ Linh, Thúy Anh, tiệc cưới Nga Dũng, Nguyễn Phương, lương khô 145. Tích điện cho Trần Ngọc nha. Mì chai cho em một thùng 30 gói 195.000 phi xuyên. Mì này là mì chai. Răng biển cháy tòi không biết còn không nha Đông Thu nha. Răng biển ăn hết rồi, không còn lại nào hết á. Mì bò kho cho Đỗ Tuyền, quạt tích điện cho Hiền Trần, tích quạt tích điện cho Nga Hà, Nhung Lê hai tích điện kèm số điện thoại Nhung Lê ơi, Ngọc Hân Phạm, TD, Nguyễn Phượng, Lương Khô, Mai Hoa, Dương Phương Lan, chai bắp cho Ngọc Hân Phạm, Hani, Nguyễn Văn Trúc chốt lại đơn hàng, Dương Thị Hoa, thấy số 4 mùa, Phúc Trâm, Tuyết Anh, Minh Nguyễn, Thu Minh. Hai tô mì 50.000. Chị nào mua lẻ cứ 25.000 một tô nhưng mà một bán từ hai tô trở lên. Vậy. Mì bò kho một thùng cho cô Đông Thu. Mì thịt bằm cũng của Thái luôn, 195.000 30. Mì bò kho 280 nha cô Liễu Liễu ơi. Mì bò kho một thùng cho Đông Thu. Ở sông có đường. Thùng mì bò kho cho tiệc cưới Nga Dũng. Ba bịch kẹo xăm 70.000. Tích điện cho Lương Liên Nguyễn. Lương khô cho 40.000 nha mọi người, mày giao 40.000. Mì chay là không có cây nha. Tự động của bé. Tích điện cho Hạnh Nguyễn. Bắt cho Hà Lê, tích điện bắt cho Phương Nguyễn. Đưa hết thùng dẻo dẻo lại đây. Ngọc Phương có đơn trả về bên em. Ba lốt trà tắc cho Trần Thị Quý Phượng, tích điện cho Hồ Hải. Trà gót chân 15.000 cây. Thùng bí đao em hết rồi nha.
kẹo đỏ mì bò khô 1 thùng cho cô Đông Thu. Kẹo dẻo cho em 5 bịch. Em kiểm tra cho Hoàng Lê ơi, kích điện là 145.000 một cây cây. Một thùng 12 bịch kẹo dẻo là 125.000. Trang Quỳnh lấy 1 thùng mì thịt bằm, thùng mì thịt bằm cho bé Khang, 4 bò kho cho đũa tùy, mài dao cho Ngọc Nhi, chai bắp cho Hoa Sen, Xuân Dung kèm số điện thoại, liệu liệu có đơn rơi Nguyễn. Kiếm cái cà phê. Lý Thị Hồng, Tuyết Hằng 4 mùa, Dung Chính Hoa Sen, Phương Trần áo dài Nguyễn Phương, muội Tuyết Anh, Hương Lê, Nguyễn Liên, thầy có chứng. Tuyết Anh, Trương Nguyễn có nha chị Ngọc Hương ơi. Hả? Lê Quốc Huy. Mẹ thích ăn à, củi đen hết rồi cô Nguyễn Xuân ơi. Rồi, chị nào lấy kẹo dẻo chút kẹo dẻo. Trương Thị Hoa. Mẹ mới khui đi. Maria Zop. Thái Hương. Kẹo dẻo 59 Ngọc hàng. Nguyễn. An Lâm. 12 bịch. Hiền Trần. Hồng Văn Lê. Mỹ Huỳnh Ngọc. 12 bịch là 125. Kim Huy Hạnh Nguyễn. Đâm Khao. Mẹ khui màu màu vàng. Nguyễn Gia Hân. Hoàng Phượng Nga Trần. Thùng mì chay cho Huỳnh Thủy, ba sâm có đường cho Nhật Lam, Quân Nhật đem số điện thoại, mài dao cho Cúc Bùi, kẹo gừng em chưa có ly cho Nguyễn Phan, trà gót cho Kim Tiên, thùng mì thịt bằm cho Mỹ Hạnh Dương kèm số điện thoại, Đăng Khao lấy thùng mì thịt bằm, kẹo dẻo cho Tuân Toàn Nguyễn, trà gót chân cho Nga Nguyễn, Yến Kim lấy thùng mì thịt bằm kèm số điện thoại, không đọc không kịp, Yến Kim, Phương Nguyễn, Phương Huỳnh, Lan Hồng, Hồ Thị Hương, Nga Nguyễn, Ngọc Nhi. Vậy sao đang đọc không? Hồ Thị Hương, chị Lan Hồng, chị Vũ Thúy, Vũ Thúy lấy kẹo sâm không đường hay có đường chữa chốt lại cho em với Nguyễn Thanh Tùng, Thiên Gác Thôn, thấy số chị Mỹ Hạnh Dương, Hồ Thị Hương, Hồ Thị Hương có đơn nha. Băng vệ sinh cho em, băng vệ sinh rồi. Này là phải đơn của Dư Thu là đi rồi. Miếng nhỏ khi mà mấy chị hết kinh nó mấy ngày qua. Phúc Tâm, Phượng Trần, Lê Ngọc Thu Tâm, đi làm á xài và xài mấy cây tôm, lấy số Yến Kim nha. Thùng kẹo dẻo Hoa Nguyễn, thùng kẹo dẻo cho Hương Ngọc. Bịch nhỏ này là 6 miếng. Kẹo dẻo cho Hạnh Nguyễn. Ok chị Tây Nguyên nha. Cái này mua lẻ ở ngoài để em coi nhiêu bịch. Thấy số Nhật Lâm Quân Nhật nha. Kẹo dẻo 5 bịch 59.000, nhà góc chân chánh không Nguyễn. Ê tao có bán lộn không vậy? Chị bán lộn. Kẹo dẻo cho 500 một bịch này rồi. Chắc cũ luôn rồi đó. Ok chị Bin Bin nha. Chị Bin Bin lấy 5 kẹo dẻo đi chị ơi. 5 hoặc là 10 hoặc là 15 nha Bin Bin nha. Cùng trà tắc cho Mã Phương, Hani, Nhung Dương. Chị bán quá rẻ luôn á. Cái bịch kia mình đã bán 55.000 rồi. Phương Cao, Long Hải Hồ. Bịch thì đúng xịn luôn á. Bữa nó tặng trong cái gói nhỏ. Bị ảnh comment rồi. Yến Trần ơi, bây giờ em mới thấy chị nè. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, Tâm Khao comment lại giúp em với Phương Cao, Phạm Dung, Nhung Dương. Dạ, cùng chào tắt cho Mã Phương. Này á, Tâm Dương có đơn trả về chị đẹp nha. Nó nhiều cái nó chặn tương tác mệt mỏi lắm. Hai cái máy chính mà mấy chị đang comment em không Lan Hồng, kẹo dẻo 5 bình 59.000. Cái hệ thống buông trời bình yên. Còn hai cái máy chính là nó kẹo dẻo cho Ngọc Hải. Là nước giặt hết rồi nha. Khổ vậy chứ. Mài dao cho mì tôm, thùng mì chay cho Thanh Nguyễn. Cái này 16.500 một bịch này nè. Là 10 bịch là 160.000, 20 bịch là 330. Có giá đây mà hồi chiều em không biết luôn chứ. Hồi chị bán 20 bịch Nguyễn Thị Minh Nhung. Mì tôm có 95.000 giờ lỗ rồi bán đi vậy. Kia Mai, Nguyễn Minh Nhật, băng vệ sinh cho em 95. Vũ Thúy, Mai Phan, cô Út, Hồ Hải. 8 10. Chị nào mà bị giống như là huyết trắng ra nhiều là phải xài cái này luôn á. Buộc phải xài luôn. Buộc phải xài luôn á. Cái này là xài ban ngày á, xài hàng ngày á. Hồ Hải, còn hàng ngày. Miếng lớn là tới có tháng mới xài được. Rồi lên đơn liền giùm em nha. Giúp em 20 băng vệ sinh. 20 băng vệ sinh. 20 băng vệ sinh 95.000. Để dành xài nguyên. Mẹ dạy cho chị Anh Nguyễn. Không hư hao gì đâu. Một bịch trên đây có giá niêm yết 16. Tâm Dương có hàng trả về chị nha. Trên Nguyễn có hàng trả về 20 băng vệ sinh cho Hani, 20 băng vệ sinh Huỳnh Đan. Ok chị Hồ Thị Hương tổng là 4 món nha. Kẹo dẻo Nguyễn Đức, băng vệ sinh Huỳnh Đan 95.000. 20 băng vệ sinh cho Phạm Dung, đèn tích điện cho Diệp Mai. Liên Nguyễn Tuyết có đơn, trà bông nhỏ 85, trà bông lớn 200. Sương Nguyễn Ngọc băng vệ sinh, Hana Ngọc có kẹo dẻo, Thi Thi băng vệ sinh, Nguyễn Quyên băng vệ sinh. Băng vệ sinh cái này là xài hàng ngày chị ơi. Có nghĩa là khi mà hết kỳ kinh nguyệt rồi đó là mấy chị xài cái này. Trang Quỳnh 20 băng vệ sinh, Đỗ Tuyền băng vệ sinh, Tiền Nguyễn băng vệ sinh, Kim Thi băng vệ sinh, Hiền Trần băng vệ sinh, Ngân Phạm có trà 3 vị, Đỗ Hương băng vệ sinh, bánh xốp 2 vị cho Nguyễn Thị Minh Dung. Ok còn chị nha. Băng vệ sinh cho Phi Phi, Dung Lưu băng vệ sinh, Ánh Hồng Nguyễn băng vệ sinh, Tuyết Trần Tuyết băng vệ sinh, Hàng Lê băng vệ sinh, 95.000 rồi cho cô băng vệ sinh. Băng vệ sinh lớn dạ, em chưa có, chưa có Nguyễn Quyên ok. Xác định. Ok chị An Hoàng có đơn nha, Bảo Tuyền, Bảo Truyền có đơn nè. Hằng Lê, Nguyễn Văn Trúc, ngày mai nhân viên sẽ gọi cho chị. Hạnh Nguyễn, Bình Tuyết có băng vệ sinh, Thanh Nguyễn băng vệ sinh, Bùi Ngọc Hân, Kim Phượng. Nhà chữa trong đó 3 lớp hả? Kim Phượng. Nhà chữa trong đó 3 lớp hả? Băng, cái này để đây rồi. 2 lớp, 2 lớp.
Yến Kim, 10 thùng Trang Vinh Hương, đơn chưa ra kìa. Cúc Nguyễn, còn đơn chưa ra nữa mà. Đúng rồi. Còn nhiều đơn á, thiếu đồ nên chị không có ra. Rồi đúng rồi, còn người ta nói là giữ đơn đó. Với lại đơn giữ Tình đơn Dương, chị Anna Mai lấy băng vệ sinh ok, kèo ú còn nha, kèo ú bác sấy cho em, cho thùng kèo ú, à cho bịch kèo ú kìa. Băng vệ sinh cho Ngọc Nữ, Trương Thị, Anna kèo Mai. Kèo ú 2 bịch 95, một bịch 50. Bây giờ chị mua rồi. Cọc cạc nha, Tâm Dương ngày mai cọc cạc đi chị đẹp ơi. Kim Ni, Cơ Âu, Định Thị An, chị Phương Quyên ok chị đẹp nha. Ăn nước không về luôn hả? Thủy Anh ráp thùng. Rồi đưa ăn nước về 10 thùng. Về có 10 thùng. Mà trả đơn hết 5 thùng. Rồi lên đơn cho em luôn, 5 bịch ăn nước 100 ngàn. Khăn Vương Trần Trần kẹo ú nha. Ở ngoài là 35 ngàn. Kẹo ú ngon xuất sắc luôn mấy chị ơi. Ok chị Thúy Anh ráp thùng. 65. Ai chuyển khoản bấm chữ chuyển khoản nha mấy chị. Ai đổi địa chỉ bấm tiền giùm em chữ đổi địa chỉ. Nó không là gửi luôn á. Okay, em gửi luôn anh từ anh giờ tới nha. 30 là em sẽ gửi anh luôn. Anh vệ sinh cho Lệ Thương. Mùng 1 nhân viên mới đi làm lại bình thường nha, nên thành ra từ giờ tới 30 em thiếu nhân viên. Ngày mai nhân viên sẽ gọi, nên là Tâm Dương bấm lại từ đầu cho em nha. Chốt những món gì chốt lại từ đầu cho em đi. Khăn ước là 10 bịch, 5 bịch là 100 ngàn. Cái ngoài 35 ngàn, khăn này là khăn không mùi, không màu, không mùi. Phương Nguyễn có đơn. Không mùi, không màu. Ngọc Trần có đơn. Khăn này là khăn gấu. Rồi chị nào lấy khăn ước, Quyên chốt khăn ước cho em. Mỹ Nhi, một bịch khăn ước là 125 tờ nha mấy chị nha. Nhiều lắm, trời nó nặng. Em bán khăn ước rồi nhiều khi bị phạt hoài gì. Nguyễn Thị Minh Nhung, Ngọc Trần. Nặng quá. Phương Trần Trần đơn hồi sáng có nói giữ đơn là còn nha, còn không nói giữ đơn là đi rồi. Thi Thi 5 khăn ước, chuyển khoản ok. Ok Tâm Dương, Tâm Dương đặt lại từ đầu đi, kèo ú cho Đâm Khao. Khăn rồi, ước cho anh Nguyễn Lan. 70 Thi Thi, Trang Lưu. 70 ngàn một cây đèn pin. 70 ngàn, 3 cây là 200. 3 cây 200, 3 đèn pin 200, 1 cây đèn pin là 70 ngàn. Đèn pin rồi xa. Trang Lưu. 3 tay cho em, 3 tay em bán cho mấy bánh chị, 3 hộp 89, 1 lốc là 176 hộp. Cái này ở ngoài 35 bánh vừa con hết rồi. Nha. Ba tê nó có nhiều loại lắm mấy chị. Cô nhưng chỉ mà là 90 ngàn một tiếp nha. Đặt chị 90 ngàn một tiếp. Chị nào lấy ba tê cho ba tê cho em. Nguyễn Phượng, tiệc cưới Nga Dũng, Thủy Anh gấp thùng, anh Nguyễn Lan, ok Thanh Nguyễn chuyển khoản. Yến bé cho em. Ok Phương Trần Trần nha. Yến bé cho em nha. Yến okay, bé chuyển khoản. Đèn pin cho Maria Shop. Giờ bán cho mấy chị 10 hộp 150. Út Nguyễn ơi, em không biết luôn á chị ơi. Yến bé hôm nay lên 10 hộp 150 ok không? 10 hộp Yến bé 150. Quạt tích điện cho Tịnh Nhung, Phương Nguyễn. Bánh xô 75 ngàn một xô. Bây giờ 3 xô 85 ngàn. Đèn pin. Kẹo ú Phương Cao. Khăn ướt mì Thái. 3 bánh xô 85 ngàn. Thế nào? Lan Hồng ơi. Lên đơn lẹ đi mấy chị. Em 5 hộp mì Thái. Gắm hình hai nàng pha. Tiệc cưới Nga Dũng đèn pin. Thi Thi. Bé Khang ngày mai gửi luôn hay là phải điện? Tiệc cưới Nga Dũng. Bé Khang dùng đâu hồi trưa gửi luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chị còn đây. Rồi. Thủy Anh chốt liền giùm em 3 bánh ốc quế. Ok 4 mùa. 3 tí ốc quế 85 ngàn. 20 yến bé cho Thi Nước Tăng Lực lấy 2 lóc đi lên. Khang cho Dung Dung 2 lóc 250. Tăng Lực 145. Cho Lê Tuyết Tuyết. Bánh xôi cho Thủy Anh gấp thùng. Chanh muối 75 ngàn. Chanh muối là 75 ngàn. 75 ngàn. Mùa này ai mà không mua chanh muối là quá dở. Chanh muối là chị Đông Hồng này, chị xây tàu xe nè. Đó, chồng chị nào mà đang khai thuốc lá là ngậm cái đó cho em nha. Đai nịch bụng cho em, đai nịch bụng. Ok Phương Nguyễn, ok bé Khang. Bỏ vô phòng cho chú em. 10 yến bé cho Cúc Nguyễn, 10 yến bé 150. Em không bán 5 nha chị Bảo Tuyền ơi. Đèn pin cho Hồ Hải. Gắn vô cái bồn cho Hồng Lan. Để cứ để lên là được. Để đâu. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng yến bé, Đăng Phi Nguyễn có đơn, Nguyễn Hoa có đơn, Nguyễn Vẽ có đơn, Phụng Phạm có đơn. Em hết rau củ nha. Nhung Nguyễn, Phương Đài, Hằng Lê, Phạm Dung, Tuân Toàn Nguyễn, Phương Hồng, Kim Thi, Phương Lê, Đoàn Thị Trà My, Mì Tôm, Ngọc Nhi, Phương Cao. Ba cái nịch bụng 100. Ba cái đai cuốn nóng 100 liễu liễu. Chốt ba nịch bụng. Chị Trần Thị Hồng Điệp, Phương Cao, Hoàng Huy, Hằng Lê. Liên Huỳnh. Xuống dưới là quên nha. Thu Anh, Hồng Thắng Cỏ. Ok Đỗ Dung nha. Khăn Ngọc Hương Phạm, Đăng mét. Khao, Hằng Lê. 50 nhân mét Minh Sương. Bữa ổn là 3 cái 100, hôm nay bán cho 4 cái 100. Đoàn Thị Trà My. Khăn này là khăn dày lắm, 65 ngàn cái. Khăn tắm chốt giùm em, khăn tắm 4 khăn tắm 100 ngàn, 1 khăn đại 45 ngàn. Mai Phan vào đăng lên cho em xí muội 50 ngàn một hộp. Mai Phan, anh Nguyễn Ngọc Hân Phạm, 50 ngàn một hộp xí muội. Chị nào lấy xí muội chốt xí muội Hoa Mai nha. Nịch bụng cho anh Mai. Xí muội Hoa Mai. Huỳnh Thúy có đơn. Xí muội 50 ngàn rồi bò hầm cho em 35 ngàn. Ok Lê Tuyết Tuyết nha. Tất cả bò hầm này là hàng của Vích Sơn nha. Thúy Anh gấp thùng 35 ngàn một hộp. Huỳnh Thúy, Mỹ Nhi chốt lại 4 khăn tắm chị đẹp ơi. Quốc Lê khăn tắm, Mai đi ghi. Chị nào mua 4 hộp em tính 120. Thúy Phương 8 khăn tắm. Lóc của nó 4 hộp, trời đẹp trai quá à. Thúy Lê có đơn. Ơi sạch sẽ đẹp trai quá à. Dung Lê có đơn. Theo hầm cũng vậy nha mấy chị nha. Bò Ngọc Hương cọc cạc ngày mai đi đơn nha chị nha. Bé Khang, anh Nguyễn Lan, Yến Kim,
xíu mại. Huỳnh Đan, Tú Anh Huỳnh, bò hai lá 20, yếm bé 10 hũ chấm rưỡi, bò to, Huỳnh Đan, Lý Hồng, Hà Dương. Mua 4 thứ 4 loại cũng được, miễn là 4 hộp. Chị nào muốn lấy vị nào cũng được. 4 hộp là 120 ngàn. Cứ 4 hộp là 120 ngàn, 1 hộp 35 ngàn. Kim Thanh Bùi, Mai Thi, Mai Trâm Trần Thị, Lý Hồng. Chưa về đúng không chị? Thanh Nguyên, Kim Tiền, mắm chân luôn. Tưởng Anh rồi. Tâm Nguyễn Thị, Mai Phan, mắm chân cho em luôn. Trần Hạnh Kiều, Mã Phương, Thanh Nguyễn, Ly Hồng, Diễm Thúy, cứ 4 hộp là 120. Xuân Hương Ngô, Bảo Sang, Phi Mã Hoàng Phượng. Nhìn nó ba trộn ghê. Hết tóc diện mạo khác cái con Mẫn, khác liền. Y chang thi mất. Ok Nô Trần, Nguyễn Đức Minh, Nhung Dương, bông tắm cho em, Bảo Ngọc, bông tắm. Tuấn Phan, chốt cho em bông rái tay, một lốc 12 bịch 95 ngàn. Bông rái tay. Cốt Bùi, Thu Yến Phạm, gấp vàng cho em 50 ngàn. Xin Nguyễn có đơn trả về chị ơi. Khăn tắm cho Nguyễn Đức, một cái gấp vàng 50 ngàn. Khăn đại 45 ngàn một cái. Khăn đại là khổ 7, khổ 70m4. Còn khăn này là khăn tắm là khổ 51m. Ruby rồi, khăn tắm em, Nguyễn Đức khăn tắm một lốc. Yếm bé cho Nguyễn Văn Anh, hàng của Thái. Đẹp ngồi cho đoàn thị Trà My. Ok chị Diễm Thúy nha. Ruby khăn tắm, bông rải tay trước Nguyễn, mắm chân cho Thùy Dương Nguyễn, bò hầm cho Nguyễn Mai, Nguyễn Mai. Bá cơm Lưu Ngọc đi rồi. Hai bò hai heo cho Cúc Nguyễn. Mắm chân cho Liên Hoa Trần, xỉ muội hoa sen, tăng lực bánh xô cho Nguyễn Phương, khăn đại cho chị Mỹ Nhi, bông rải tay Trần Thị Hồng Nghiệp. Chả đùm heo hầm bò kho cho Hani. Khăn tắm cho Nguyễn Thị Huyền, khăn đại cho Hani. Nga Thủy đơn đi rồi chị đẹp ơi. Bốn khăn tắm cho Nga Thủy. Mỹ Nhi, Minh Châu, Kim Anh Ly, Mai Phạm, Thúy Lê, Diễm Thúy, Thanh Thảo, mắm chân, cá cây cho Thái Hường. Hai bò, hai ba tê cho Hồng Văn Lê. Tâm Dương ok nha. Tâm Dương có đủ đơn rồi chị. Thu Thị Nguyễn, Mai Lưu, Hoàng Yến. Bát cơm 10 ngàn. Bình Minh có đơn trả về chị đẹp ơi. Mai Lưu, Thi Thi, Bình Minh có Liễu đơn Liễu, trả Trần về. Huệ. Xin Nguyễn ngày mai cọc cạc đi đơn chị đẹp ơi. Mai Lưu, chú Đặng Trinh, Đỗ Diệu Huệ, Ro Xe, Minh Bình ngày mai cọc cạc đi đơn chị đẹp ơi. Bé Thang, Hoàng Phượng, Nga Phạm, Minh Trần, Dầu Nguyễn, Châu Nguyễn, Đâm Khao, Mỹ Quỳnh Ngọc Phụng, Xuân Thu, Nguyễn Thị Huyền, Dầu Nguyễn, Đỗ Tuyền, Hoa Nguyễn, Nhi Nguyễn, Minh Trần, Hoa Nguyễn, Thanh Hằng, Trần Hoa, Cúc Bùi, Lan Bùi, rẫy tay 95 ngàn, Trang Nguyễn, Yến Kim, Hương Nguyễn có đơn trả về chị đẹp ơi. Thanh Nguyễn, Nga Phước, đơn Ruby Ngọc là đi rồi, chị cứ đặt đi rồi ngày mai đi đơn nữa. Chị có đơn rồi. Đang thì chào My, Hương Phạm, Tịnh Nhung, Nhãn Võ. Ngọc Hương nói có chốt gì đâu mà cọc kẹt kẹt. Nga Phước có đơn. Nãy giờ chị bấm đồ cho em đó. Mỹ Linh, Nhãn Võ, Thanh Thúy, Bình Tuyết, Nguyễn Thị Loan. Chị lên chị hỏi đơn của chị đó. Khang Như Nguyễn, Đỗ Thị Lan, Che Đi Linh, Thảo Nguyễn, Hoàng Phượng. Còn chị không chốt thì thôi nha chị Ngọc Linh ơi. Ngọc Hương ơi, Mỹ Hạnh Dương, Lê Tuyết Tuyết. Ai ăn? Ok Mỹ Nhi, Kim Tiền, Kim Phượng, Rơi Nguyễn, Hằng Lê. Không ăn thì còn okay, Mỹ Nhi. Nói gì vậy sao hết được. Rồi cái bơ đậu phộng kia kìa, mấy đứa này ngộ vậy ta. Ngày mai em gọi cho chị Ngọc trễ nha. Thủy Lê, Liên Hoa Trần, Phúc Nguyễn, Hằng Lê, Bé Khang, Nga Phạm, Loan Kim, đâu. Em thấy ai Quỳnh Thủy, Ro Xe, Hoa Võ, Hồng Trần, Nga Phạm, trong cái bịch Thanh Giang, Nguyễn Thị, Bích Châu, cá cây 85 ngàn lớp. Dám khẳng định là hết. Chả đùm cho Hoa Võ, bơ đậu phộng với Dung Chính, trà sữa thùng 129 ngàn phi ship, cá cây cho Nga Trần, hai chai bắp cho Ngọc Trần, một lương khô cho chị Nga Thúy, cá cây cho Hạnh Nguyễn, bơ đậu phộng với Dung Chính, bơ đậu phộng 70 ngàn, Hương Nguyễn, Úc Rồng có đơn. Giảng Cường em hết rồi, Phương Nguyễn có đơn 10 yếm bé cho chị Hoàng My nha. Sao bông Mỹ? Ok chị Tâm Dương nha. Trần Sơn có đơn nè. Sao bông Mỹ? Sao bông này mát cho mấy chị 20 ngàn một cục ha. Còn Ngọc Trễ ơi, nếu mà không nhận được Hoàng về cho em gửi lại cho. Nếu mà gửi lộn địa chỉ nha. Hạt dẻ 80 ngàn cho Cúc Nguyễn nha. Bỏ thì Tú Loan chuyển khoản in ra để mai điện cho chị nè. Dạ rồi, con nha Huỳnh à. Em luôn. Chốt giùm em giao gỗ đi Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng ơi, giao gỗ 20 ngàn một cây. Trời chị anh ơi. Ok chị Nga Phạm có gì vậy trời. Nga kìa, nó mất dạy quá rồi. Ok Hồ Thắm Võ nha, Hồng Thắm Võ nha. Thôi đủ má thay đổi. Người xà bông Mỹ cho Nguyễn Thị Huyền ok nha. 20 ngàn cục. Bé Khang xà bông Mỹ gấp vàng cho Mỹ Hạnh Dương. Nga Tà có cá cây nè, mắm chương bò hầm, xà bông cục cho rồi, chị Thúy Phượng, Hạ Dẹ Quỳnh Thủy. Ba nghe thùng trà sữa cho Thảo Quỳnh Huỳnh. Nha mũi em bán cho mấy chị 4 hộp. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi.
May mà nó không rành tiếng Việt đó. Hay là nó không nói được tiếng Việt, chứ nó nói tiếng Việt nó chửi đầu cha. Vậy là nó nãy giờ nó chửi tiếng Anh không? Hai bá cơm cho Hồng Thắm vợ. Rồi. Ai giao gỗ cho Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng? Giao gỗ cho chị Mỹ Nguyễn Mỹ Anh. Xà bông cục cho Ngọc Nguyễn. Cúc Nguyễn Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng. Xà bông cho Mina. Đỗ Thị Lan, Phương Lê, Thanh Tâm Nguyễn Thị, Trần Thị Hồng Điệp, Mina, Phương Lê, chuẩn bị nó quạo nữa nè, Phương Nguyễn, Nguyễn Thu. Hồi sáng em điện thoại cho chị 5 lần không thấy chị nghe máy nha. Kim Anh Ly, Quỳnh Trang, chơi đã đời khóc. Rồi chầm nụ cho em, chầm nụ cho em 3 bịch 95 ngàn. 3 chầm nụ 95 ngàn. Cầm nụ này cũng xong được mũi luôn á. Nguyễn Mai, Nguyễn Mai. Ba cầm nụ 95 ngàn, lâu lắm rồi mới về cầm nụ á chị. Dạ, quạt tính điện là mình muốn xài lúc nào cũng được chị ơi. Lý Thị Bé, 4 ngàn mũi, 4 chả đâm. Xà bông Mỹ, chí vị gà tôm, Nguyễn Mai. Nguyễn Mai lấy xà bông cục nha. Trà sữa một thùng cho Phương Cao. Ok cô tỷ tỷ nha. Chị nào mà bị phong tỏa không nhận được hàng thì nhắn trên này hủy đơn giùm em với nha mấy chị ơi. Tiếng lớn hết rồi còn Nhi Nguyễn Hai xà bông Mỹ chầm nụ cho Đỗ Thị Minh Nga, Cúc Lê chầm nụ, Trang Quỳnh chầm nụ, Nguyễn Xuân Đào chầm nụ. Bánh chân xíu mại mì chay bò kho cho Võ Thị Tú Loan, bơ đậu phộng lương khô Tuyết Loan. Rồi, bánh chân cho anh Nguyễn. 2 dĩ 89 ngàn. Chầm nụ cho Đỗ Thị Minh Nga. Cái đó là mực cấy hàng của Thái á. Phát vị để đệm cho em 95 ngàn. Đừng dẹp con. Để chúc chị Dung Lai làm. Quỳnh Thủy lên đơn liền giùm em, thoát vị để đệm 95 ngàn. 71 rồi nha. Hai bên hả? Thôi vậy dẹp đi, chị Dung khỏi lên. Mai tao. Nhưng mà cái này á, theo tao nghĩ là Tiên Hồ, Phương Trương, Hạnh Nguyễn. Dẹp phụ chị nhanh lên. Hạnh Nguyễn liền giùm em 2-3 chi. 2-3 chi cho em Yến nha. Yến Hiến kèm số điện thoại là... Dương Nguyễn 195. 195 ngàn giảm cân á. Mấy cây tôm lấy mực. Xà bông sát khuẩn 95 ngàn thôi, đáng 85 ngàn. Bát bị đi đẹp cho Ngọc Trần. Xà bông sát khuẩn 85 ngàn. Chốt lại 2 bento cho Ngọc Nhi ơi, nhang mũi cho chị Lan Điền, bento cho Giàu Nguyễn. Quỳnh Hữu có đơn. Xà bông cục cho Nguyễn Hòa. Lan Điền 4 nhang mũi. Rồi nhan thần tài cho em. Chầm nụ, Lý Thị Hồng 3 chầm nụ. Nhan thần tài cho em nha, 100 ngàn một lóc. Nhan thần tài em đang like chị Phương Quyên ơi, chầm nụ Lý Thị Hồng. Hai nhan thần tài Nguyễn Thu Mai, Kim Định. Dạ đúng rồi. Con em nó không có nói tiếng Việt, chị ơi, nó nói tiếng Anh không? Nói chữ 100 mà vậy. Bento cho đũa tiền. Bình Tuyết. Rồi lên đơn liền giùm em. Trâm Huệ, Mỹ Huỳnh Ngọc Bụng. Múc kem game 40 ngàn. Nguyễn Thu ơi, em gọi cho chị 5 cuộc, chị không nghe máy nha Nguyễn Thu nha. Cho mấy chị cho mấy chị tặng cho con mình nha. Em gửi bill qua cho chị chuyển khoản đó mà không thấy chị. Em gọi 5 cuộc luôn. Xe đạp này hôm nay em sao cho chị 270 nha. Điểm bé 10 hũ 150. Thùng trà sữa 129 phi ship. Lý Thị Bé, Nhung Lê. Nguyễn Thu có đơn trả về nè. Nhung Lê. Nguyễn Thu 286 có đơn trả về. Chị Phương Quyên 4 nhan thần tài, Đỗ Thị Minh Nga. Thanh Thúy. Ngọc Hiệp, Lý Thị Hồng, Tha Như Nguyễn, chị Tina Nguyễn đang bị phong tỏa là chị xả đơn đúng không chị ơi? Bị trộn nha Nga Thúy. Bento cho chị Mai Hoa. Xe đạp cho Nguyễn Kiệt. Xe đạp là còn màu đỏ lại. Xe đạp Nguyễn Kiệt. Xe đạp là có màu đỏ, màu xanh, mấy chị chốt xe đạp kèm màu. Xe đạp em sale 270 cho mấy chị mua cho con đó. Rồi Kiều Huy, Kim Huy, Ánh Hồng Nguyễn, tiệc cưới Nga Dũng. Xe đạp cho Nguyễn Thị mấy Huyền. Mấy cậu lông này em bán cho mấy chị. Cho Hiền Trương. 100 ngàn. 100 ngàn nha, 100 ngàn. Hoa bỏ, hoa bỏ có 2 nhan thần tài. Xe đạp cho Trúc Nguyễn, xà bông xanh cho Lê Nguyệt. Khăn ướt keo hai mặt cho Nguyễn Thu Mai. Xe đạp cho Nguyễn Kiệt. Chầm nụ nhan thần tài Nguyễn Mizuno kèm số điện thoại. Nguyễn Mizuno kèm số điện thoại. Ở đây bán cho hết cái này luôn mà. Cái này là bò hầm mắm chân ba tê, bò kho Trần Lam. Thành phần làm từ khoai lang. Mùa dịch này mấy chị mua này ở nhà để nó không hư hao, hàng sử dụng tới mấy năm trời lận ha. Miếng Hàn Quốc. Nghĩa Hạ Bảo Sang. Một bịch miếng Hàn Quốc 5. Cô nhà mới có 2 tuổi à. Cào lông cho Nguyễn Quyên. Nhan thần tài chào mọi người. Cái ơi qua đây. Xe đạp cho Trúc Nguyễn, cào lông cho Maria Zop, cào lông Tân Trần. Ok Dung Lê nha, cào lông cho Phúc Nguyễn. Xe đạp Tiên Ngọc kèm số điện thoại, hai nhan thần tài cho Diệt Mai.
Tina Nguyễn đang bị phong tỏa là xả đơn nha. Rồi, Dung Lên đang bị phong tỏa là xả đơn chào nha. Chào mấy bà đều đi ra. Kéo hai mặt cho chào Nguyễn. Mì gió mấy bà bánh chén lá dưới em hết rồi. Cạo lông cho Cúc Lê. Mấy hàng hút cho Nguyễn quen. Chửi 100 rồi. Hai dặm cân ba chi 195. Hùng cái ơi. Trời nó bổ rồi trời. Trời. Cạo lông cho Phương Nguyễn, miếng cho Cúc Trần. Cái xương rồng em hết rồi. Nữa. Nữa. Nữa ơi. Được khung ké rồi, châm được khung ké. Nữa. Trời ơi, cái gì mà quay hai bên vậy trời. Thêm hai bịch miếng kim hôi, miếng cho miếng cây tôm. Cạo lông cho anh Hồng Nguyễn. Rồi, cao lạnh cho em 2 hộp 75 ngàn. Cạo lông cho Nguyễn Phương. Hai cao lạnh 75 ngàn, dẹp đi, dẹp phụ đi. Băng keo hai mặt 55 ngàn một băng keo hai mặt nha. Hai cao lạnh 75 ngàn. Xe đạp Nguyễn Thu Sương, bánh cho Mỹ Hạnh Dương. Chỗ nào xài chỗ đó. Cao lạnh 2 tiếp 75. Cà phê cho em 150 xeo 95 ngàn. Ly này giữ nhẹ nha, ly nóc 304. Ly cà phê. Vá cơm cho em, giá cơm 19 ngàn, 20 ngàn, 10 ngàn cái. Ok Nguyễn Thu nha. Bơ đậu phộng cho em 70 ngàn. Dạ, mới cắt tóc cô Nguyễn Xuân Đào ơi, mới cắt tóc xong. Ở nhà tự cạo luôn. Nguyễn cho Mina. Ở nhà tự cạo luôn. Cho Thanh Thúy. Lấy đồ đẩy tông đơ đẩy Nguyễn luôn, không cho Hồng Vân Lê. Hai cao lạnh cho Lan Gần. Ở nhà luôn. Siêu nguy hiểm. Rồi, cao lạnh cho em 85 ngàn. Thôi có mấy ổ đó chia nhau ăn. Nhan Thần Tài chầm nụ cho Trương Châu. Mì gì? Thái em có hai loại, Hạnh Nguyễn chốt mì chay hay là mì thịt bằm. 195 ngàn một thùng 30 chai. Diệu Trương. Sữa tắm Pháp cho em nha 130 ngàn. Hảo Nguyễn. Chốt cho em sữa tắm Pháp 130. Sữa tắm Pháp. Ê, chết mẹ sẽ lộn với loại kia đó. Loại kia hết rồi hả? Đó không? Sữa tắm Pháp. Ly cho Thảo Nguyễn. Ly cho Thu Thảo. Thu Thảo bán cơm cho Diệu Thị. Bên tôi cho Nhật Hiền. Có cây Trần Huệ có đơn nha. Trần Sơn trầm nụ. Cao lạnh cho Ngọc Hưng Phạm. Cao lạnh cho Lê Tết Tết. Ai có đơn mới có son nha. 49 Ngọc Hiệp vá cơm. Yến bé 10 hộp là 150. Hà Thu đổ tiền. Thấm Thi. Mặt nạ thải độc là 50 Kim Quanh Phương Nguyễn. Tứ Trần. Đang bị sấy tội em hết rồi. Bay gãy cao lạnh cho Sương Rồng. Vá cơm Linh Ngô. Ủa hai vá cơm chị bán 20. 20 ngàn hả? Rồi ba tê cho em. Ba tê một lóc như vậy là ba tên lóc 170 ngàn 6 hộp. Phấn hôi chân nè 30 ngàn hộp. Diệu Thương 8 giờ bán cho mấy chị 100. Ly 85 ngàn. Phấn hôi chân cho Bảo Ngọc. Ly 95 ngàn. À 95 ngàn. Phấn Ly 95 ngàn. Ly 95 ngàn nha. Muốt rửa mặt cho em 30 ngàn một Ly 95 ngàn nha mọi người ơi. Bơ đậu phộng Tùng Thanh Đâm Cao. Đứa ơi qua trả hàng nó. Bảo Ngọc ơi ly 95 ngàn chứ không phải 85 ngàn nha. Hạng Trương. Mai Hương Sơn, Thanh Thúy, Ngọc Lan, Trần Thị vô trả luôn. Miếng 50 ngàn một bịch. Hạnh Nguyễn có đơn. Ok chị Liên Phạm nha. Son cho Thấm Thi. Son kem nhỏ nhỏ chăm. Phi Phi, Nguyễn Mizuno. Sao bình thường nói cái giờ đi. Người ta đọc Mai Hương nói. Nguyễn Nga Dương 12 miếng. Mút rửa mặt. Lợi Rơi Nguyễn 30 ngàn. Mút rửa mặt 30 ngàn Mai Hương Nguyễn. Nguyễn Mizuno em thấy số rồi nha. Nguyễn Nhi mút rửa mặt nha. Yến Mặt. Yến Mặt em. Yến Mặt em hết rồi. 50 miếng là ủ Nhật 50 miếng, ủ trắng. Ủ Nhật nhiêu chị? Yến Mặt hết luôn hả? Hết rồi. Rồi má. Ủ Nhật bao nhiêu chị ơi? Ủ Nhật 140. Hết rồi hả? Phương Nguyễn hết nồi cơm điện rồi, Mai Hương Nguyễn. 20 triệu chứ nhiêu, không có hàng. Ok chị Phúc Nguyễn nha, Yến bé cho Hải Thuận Nam. Mì cho em nha, mì thịt thùng mì chay Phương trước ok. Mút rửa mặt cho Đỗ Thị Minh Nga. Thịt cho em. Khang ước Nhan Thần Tài Phương Dung Lưu. Thịt 95 ngàn. Căn ước 5 bịch hết rong biển rồi chị đẹp ơi. Hết xíu mãi em còn nha. Nãy giờ lựa đơn hết gì tối nhắn. Ủ Nhật cho Thái Tuyết cám gạo một em. Cái ly cho Nguyễn Phương. Tết nha. Rửa mặt cho Nguyễn Quyên. Tết 2 hộp 90, 2 hộp 80. Ok Kim Định nha, ly cà phê cho Mai Phan. Ok Kim Định không lấy miếng. Ba mắm ly. Bò kho. Chốt một đình. Cái ly là được rồi Phương chị. Phương một cái ly là được. Dầu Nguyễn ổ điện nhỏ cho chị Diệu Thu. Lấy Tết chốt Tết. Thạch cho Cẩm Ly Nguyễn. Chai bắp cho Kim Anh Võ. Cái chai này kia cho mấy chị bà ăn đồ chai. Mai Hoa, Trần Thịnh kem số điện thoại. Trần Thịnh kem số điện thoại. Cà ri chay là 4 bịch à 4 hộp 100 ngàn xịt nha. Xịt thơm phòng cho em nha, xịt thơm phòng em bán cho mấy chị 65 ngàn chai. Xịt thơm phòng 65 ngàn. Thấy có nhiều like đang bán 99 ngàn. Xịt phòng 65 ngàn. Xịt thơm phòng cho em. Cẩm Ly Nguyễn Kim Anh Võ Phương Mai Phan, Trân Trịnh Mỹ Nghi Mai Hoa, Cherry Linh, Ly Sa Nguyễn Duyên Phạm, Thúy Dương Nguyễn. À, là Thạch Giai, Hani, Trần Yến. Bơ đậu phộng 70 ngàn Phạm Thúy ơi.
Mai Sữa Mai Hoa, 69. Quý Dương Nguyễn, Cherry Linh. Thật đó là Mai là, Hoa. Là hàng của anh đó chị, ngon lắm chị. Nguyễn Thị Giao Linh. Máy rửa mặt 69.100. Ngọc Nữ Trương Thị. 69. Thu Lê. Dẹp. Bento cho Cẩm Huỳnh. 4 cà ri Thúy Anh Gáp Thun, mì đen cho Nhật Hiền. À em hết mì đen rồi, em ủa, còn sao hồi chiều thôi. Anh đang hủy đơn cậu em râu vậy đây? Không, cậu râu cái kia mình bán cái kia chị ơi. Gấm Huỳnh, Lê Nguyệt, Nhi Nguyễn. Này cậu râu còn nhiều không? Còn được 30 bịch đó. 30 bịch hả? Quý Lê, Quý Nguyễn, Sinh Nguyễn, Liễu Liễu, Thị Hai Nguyễn, Minh Mẫn, Ca Dương, Thanh Thúy, Đặng Hải Trang, Sinh Nguyễn. Rồi bán tặng cho mấy chị 20.000 một cái cậu râu đi. Vinh Trương, Nguyễn Quyên. Cái sạn cho em tặng nữ Dương Thị, mấy chị 15 ba nội bé lên đơn lẹ nha, tặng inox 15 Thanh Thúy, Nguyễn Xuân Đào, tiệt phòng cho Lữ Loan, viết cho bé cho em nào, viết mực tím và mực xanh 12 cây 45.000, viết mực tím và mực xanh 12 cây 45, chuẩn bị vô học rồi đó, 12 cây 45, cái này mua ngoài 12.000 một cây nha, là một hộp này thành 150.000 rồi đó. Dây sạc đa năng cho em, dây sạc đa năng này em bán cho mấy chị là 3 dây 100.000, còn một dây 50, xài được tất cả các Bình Tuyết, cô Nguyễn Xuân Đào, Út Ròm Rơi, Nguyễn Phương Cao, Ánh Hồng, Nguyễn Lữ Loan, Nguyễn Quyền, Muội Muội, Ánh Hồng, Nguyễn Trang Quỳnh, Lê Mỹ, Thúy Anh Gấp Thun, Mỹ Huỳnh, Ngọc Phụng, Đông Thu, Diệu Trương, Kim Nguyễn, Yến Yến, Ngọc Nhi, Trần Bảo, Bông Dương, Nga Hà, Sáu Linh, bà nội bé, Minh Mộng, Thành Nguyễn, Loan Bùi, Nghĩa Lê, Trần Yên, Thủy Lê, Diệu Huệ, Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, này em bán cho mấy chị một lốc 75.000, chốt cho em Nguyễn, Diệu Huệ, Như Ý Nguyễn, Ngọc Nguyễn, Thanh Thúy, Hiền Huỳnh, Mai Nguyễn, Minh Trần, Trần Hạnh Kiều, Phạm Thủy Phương Cao, Kim Nguyễn, Nguyễn Thu Mai, Thái Tuyết, Lê Quốc Huy, Yến Yến, Bích Chu, Thi Thi, Phương Võ, cái này lấy chính hết, Phương Võ lấy viết tím, lấy viết mực xanh, chốt lại, Như Ý Nguyễn, Thiên Phạm, Tuyết Nga Dương, Như Ý Nguyễn, Nga Trần, cái này là giữ nhiệt luôn. Nè, na lấy cái Phương Võ, Đỗ Thị Lan Lan, cái này là người ta lọc trà nữa mà mày lấy Thanh này. Nguyễn, Bình Tuyết, Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng, bà nội bé, Đặng Hải Trang, Nguyễn Mỹ Anh, Tịnh Nhung, Nguyễn Thu Mai, Trinh Phạm, Nguyễn Kim, Văn Ngô, Phương Quê, Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng nè, chị Hạnh Nguyễn nè, Vân Ngô, Ngọc Hân Phạm, bỏ trà đá là không tan luôn, pha trà không đổ sữa bỏ đá luôn. Cái này chốt cho, này là gì, ấm hả? Ấm trắng hả? Này nhiêu Dung? Dung Quanh Đặng ơi, nồi cơm điện hồi trưa là chị nào hiện lên trước là bấm anh trước nha chị ơi. Có, anh Đặng hồi trưa không có. Chứ đâu phải là khách nào thích mới chốt đâu chị. Đỗ Tuyền, Hồng Thắm Võ, Thảo Nguyễn, Trình Thị Gái, Diệt Mai, dài bữa Mai Hoa, Minh Mẫn, Yến Yến, Mai Phan, Lý Hồng, Tiệc Cưới, Hai Dũng. Ê, mọi người. Cái uống 50.000 một bịch, hai bịch 95.000. Đào Thị Ngọc Châu. Cái đó có hai màu thôi, cái phích thì hai màu, Nhiên Nguyễn Phương Lê, Nguyễn Mai, Nguyễn Mai. Chào hết rồi, Đỗ Hương, Trinh Phạm, Thái Tuyết, Thủy Lê, Thảo Nguyễn, bà nội bé, Nhan Tuyền, Chi Đoàn, Phương Lê, Nghiệp Nguyễn Thị, Kim Phượng, Phương Cao, OK Duyên Phạm. Hả? 29. Phích, phích 29. Cái này phích này em có màu xám. Trang Nguyễn. Cái này có đo được nhiệt độ, na lấy cái đo nhiệt độ hay lấy cái này? Cái nào cũng giữ nóng giữ đá được hết. Trần Trịnh, Nguyễn Minh, Kim Định, y chang cái bình thủy mini gì đó. Chốt dùm em là một phít đi. Lấy cái nào? Cái này là đo được nhiệt độ nè. Còn cái này là không có đo nhiệt độ. Trần nhưng mà cái này pha trà, pha Kim này được. Lấy cái kia. Đúng rồi, lấy cái kia. Cái kia, cái này là phít xám. Từ từ để mẹ bán rồi lấy. Phít trắng. Này phít trắng. Phít xám, phít trắng. Cái này là 290 nha. Bây giờ bán tặng cho mấy chị nha, 200.000. Ồ, phít xám, phít trắng buông cái này là còn hồi nãy ấm chị bán bao nhiêu? Ấm hồi nãy á. Ấm này á là còn một bầu thôi hả? Còn màu đen màu đỏ nữa. Ấm này là 250. Giờ sale cho mấy chị 170 đi. Kệ mẹ nó còn ấm 170 nha. Còn mấy cái nha. Ấm 170 Mai Nguyễn. Ấm này là 170. Ấm là có màu chốt trắng. Giùm em ấm 170. Màu đen màu đỏ. Ấm 170. Còn này chốt liền giùm em phích. Phích. Ấm trắng 170 nha Ngọc Nguyễn ơi, ok cho xem thi nha. Còn chốt liền giùm em ấm trắng hoặc là ấm Mai Nguyễn ok. Bộ điện phun Tịnh Nhung, hai sáp gạo Kim Loan, cạo râu Kim Dung. Im cho chị chăm nộp chị... Chú Đặng Chinh Đỗ lấy ấm màu gì chú ơi? Thanh Nguyễn lấy ấm màu gì chị ơi? Có màu nha, ấm trắng hoặc là ấm xám nha. À đâu, ấm trắng hoặc là ấm đen. Ấm trắng hoặc đen, còn phích thì phích trắng. Phích xám, phích trắng. Hoặc là phích xám. Hóa Võ, Tân Trần ơi, chốt màu đi chị ơi. Màu trắng đâu, màu kem. Kim Nguyễn,
Hương Lê, phít xám cho Hiền Trần, phít xám cho Kim Nguyễn. Cầm em kèm số tiền mai Nguyễn. Nhân viên mới tính 299 á. Ấm đen cho Phương Quyên, ấm đen cho Châu Nguyễn. 250 xe cho 7. Ngọc Nữ Trương Thị lấy ấm kèm màu đi chị ơi. Ấm đen cô Nguyễn Xuân Đào, ấm đen cho Tân Trần, kèm màu cho em với ấm đen Châu Nguyễn. Kèm màu, kèm ấm màu. Trắng cho Thanh Nguyễn. Kèm số tiền luôn. Phít trắng cho Đồng Ngọc Diamond, phít trắng ấm đen cho Ri Su Trần, ấm trắng cho Đi Linh. Cốt Nguyễn kèm màu đi chị ơi. Trang Vinh Hương có đơn nè, Ngọc Nữ Trương Thị kèm màu giúp em với. Phương Nguyễn, Nhung Neo, Hương Lê. Anh ơi anh, chú Đặng Chính Đỗ kèm màu cho con với Huỳnh Thu Ngọc Diamond. Đọc từng người rất là khổ. Cái này là giữ nhiệt nha. Thu Hà Trần Thị, Mickey Tôm, ấm đen Đông Thu, Mai Phan kèm màu, Mai Phan chốt ấm kèm màu. Cạo râu cho Kim Loan. Ok chú Đặng Chính Đỗ nha, ấm đen cho Ngọc Hân, ấm đen Tiền Phạm, ấm trắng Cúc Nguyễn, ấm đen Cúc Lê, ấm đen Đông Thu, hai ấm đen cho Thu Mai, phít xám. Phít trắng cho Thu Hà Trần Thị, phít trắng cho Phương Nguyễn. Phít xám là trắng 290. Ấm này giữ nhiệt, ấm này giữ nhiệt. Giữ nhiệt 2 ngày luôn chưa hết. Phít xám, ấm trắng cho Minh Mẫn, ấm đen cho Ngọc Hân, ấm trắng cho Ngọc Nữ Trương Thị. Ấm đen Bảo Sang, ấm trắng Trang Vinh Hương, ấm đen Bích Chu. Yến Lưỡng em hết rồi, Khang Ước, Thạch Kim Chị, phít trắng ở Trần Lam. Phít xám cho Lữ Loan, ấm trắng cho Loan Bùi, ấm trắng Thi Thi. Trùng trà hai vị ở Thái Tiếp, ấm đen cho Mai Nguyễn, phít xám Kim Nguyễn. Dạ cái này là giữ nhiệt thôi nha mấy chị, không phải ấm siêu tốt nha. Hai ấm đen Hương Mai, phít xám cho Hoa Võ. Chiếu Mây em hết rồi, ấm đen cho Hồ Trinh. Ok Lê Tuyết Tuyết, ấm đen cho Mai Phan. 139 ngàn, okay, xem cho mấy chị 99 ngàn. Ấm trắng Kim Dung, Maria Giúp, Thảo Nguyễn, Phương Trần Trần. Nhiêu nhiêu, cặp hả? 99 hả? Rồi, Mai Hoa, Nhi Nguyễn, Võ Bích, Thư Thư, Cúc Lê Phích Trắng, ok nha. Lương Thị Minh Vương, My Na. Ok chị Lê Tuyết nha. Yên Ngọc cho ấm đen Phương Trắng. Nguyễn Đức ấm đen. Ấm đen cho Nguyễn Loan Anh, phích xám cho Hoàng Kim, phích trắng cho Thảo Nguyễn. Ấm trắng cho Yên Ngọc, ấm đen cho Huệ Nguyễn. Kẹo ú cho chị Út Rơm. Phít xám Thanh Nguyễn, hai cái cặp cho chị Hiền Nguyễn, cặp cho Thảo Nguyễn. Ri Su Trần chốt hai thùng gì chốt lại đi chị ơi. Ấm trắng cho Hải Thuận Nam. Trà trà gạo lứt, trà bông nhỏ cho Mỹ Ngọc. Ấm đen cho Hạnh Thi, ấm đen cho Huệ Nguyễn. Bộ dao này là 220 em sale cho mấy chị 100 á, 320 em sale cho 260 nè. Xài 2 tháng nữa Lương là lục cây nào Phương trả lại cây đó. Nga Nguyễn. Mít cây tôm Nguyễn Bạc Nguyễn là hết rồi. Chỉ còn vài Nghi Tâm, Liễu Liễu, Phương Anh, Như Ý Nguyễn, Đỗ Thị Minh Nga, Yên Ngọc. Chốt bộ dao Thái 260. Chốt bộ dao okay, Thái 260 cầm em kèm giá. Nghĩa Lê bộ dao 260, chanh trà kèm số điện thoại. Đó. Đơn trên 200.000 ngày mai mới đi đơn nha. Nguyễn Quyên, Mai Hoa, Đỗ Thị Minh Nga, Kim Huy, Thông Hà Trần Thị, Yên Ngọc, Tuyền Phạm, Mai Nguyên, Hoa Nguyễn, Hồ Trinh. Hoặc tích điện cho em. Nguyễn Thu Sương, Bảo Sang, Phúc Lê. 145. Chị nào lấy quạt tích điện chứ quạt tích điện. Mày đem xuống một. Ri Su Trần ok nha. Mai Nguyễn, Bảo Sang, 10 Nguyễn, Phúc Lê, Thị bánh, Hải Nguyễn, Mỹ Nhi, Tuyết Hồng, Nhan Tuyền. Hai cái là Nguyễn Thị Huyền. Yến Bé 10 hũ 150. Chừng nào mẹ like xong rồi. Lữ Loan, Hani. Đi liền. Mai Nguyễn. Em chỉ có trà gạo lứt. Phấn rơm hàng của Thái. Xíu mại Lương Minh Hương hai thi. Và tích điện Phụng Phan, ấm đen dương phượng, lá cây thu 2. Sale 75.000 hai hộp, phấn rôm hàng của Thái. Hai phấn rôm 75.000. Trà gạo lứt cho em 100.000. Ngọc Hân ơi chốt băng gì? Ok chú Đặng Chinh Đũa nha. Cặp bé trai chúc Nguyễn shop cho Thúy Anh. Cặp bé trai Kim Loan. Milo cho Đăng Vi Nguyễn. Bộ dao Thái Kim Nguyễn, cặp bé trai cho Bảo Sang. Trà gạo lứt 100.000. Cho mời mấy bạn cho phép pin cho mời, nhà cho Mỹ Nhi. Ra đi con. Nguyễn Thị Huyền, đúng rồi, bộ dao Thái cho Nguyễn Thị Huyền, phấn rôm cho Đông Thu. Máy xong tin cạo râu Phúc Lê, ok chị Kim Dung đội địa chỉ nha, phấn rôm Ri Su Trần hoặc tích điện Thanh Nguyễn. Dạ được nha chị ơi, được nha chị Trâm Anh Nguyễn ơi. Ai chuyển khoản bấm đi giùm em là chị chuyển khoản nha, để em biết đường cho Loan Kim nha. Trâm Anh Nguyễn chốt lại hai cặp màu xanh cho em. Cho em nha, 89.000. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, ấm đen cho Liên Huỳnh, kẹt tích điện cho chị Nguyễn Thị Huyền. Loan Kim. Trâm Anh Nguyễn chốt lại hai cặp màu xanh đi chị. Bình giữ nhiệt cho em. Chuyển khoản cho Subi ok. Hoặc tích điện cho chốt chị Nguyễn Thị Huyền. Bình giữ nhiệt sale 75.000. Cặp bé trai có, bé gái cũng có nha. Giữ nấu 12 giờ đó 4 tiếng sale 75.000. Bình giữ nhiệt. Phấn rôm Thảo Kim kèm số điện thoại. Tinh dầu, tinh dầu 3 chai 100.000. Ok chị Hoa Võ nha.
cặp 99.000 sale cho mấy chị luôn. Thông tin vào cho Thúy Anh Cát Thung, Vũng Rôn Kim Loan, Nguyễn Thu Sương, OK Như Ý Nguyễn Kiện Khoản, Xíu Nguyễn Hạnh Ngọc, Dầu Nguyễn, Thu Dương Nguyễn. Xong xuống like là em gửi luôn đó nha mọi người. 4 xúc xích là 95. Kim Nguyên, Mai Ngọc, Phương Trúc, Nguyễn Thị Trúc, Trâm Anh Nguyễn OK, Phi Phi, Phụng Phan, ba chai tinh dầu 100.000, Huỳnh Đan, Hà Trần, OK Hồng Thắm Võ Chuyện Khoản, Nguyễn Thị Giao Linh, OK được chị đẹp rồi, nha. Phụ nó đơn đọc đi. Rồi. Không chưa? Hết cái này. Mai Lu. Cái siêu bé này là 100 rồi nha. Em sale cho mấy chị cái siêu bé này. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, Phụng Phan. Cho mấy chị cái siêu bé này là. Minh Nguyễn, Su Vi. Nhà phòng cho chị Anh Thu. 95.000. Bé nào mà chậm Nguyên. Siro bé 95.000, cao là Nguyễn Hoa kèm số điện thoại. Trời ơi con chào. Chốt liền giùm em là sáp phụ khoa, sáp phụ khoa này là 100.000 đúng không? Rồi sale cho mấy chị 30.000 đi, có mấy cục à? Sáp trà xanh đi. Rồi sáp trà xanh 30.000. Sáp trà xanh 30.000. Rồi salon bath cho em 120. Mai Phan. Nhất chỗ nhà nào á trà lên chỗ đó cho em. Hàng của Thái, salon bath 120. Thi Phạm Ngọc nữ chuyên thị. Sáp trà xanh hàng của Thái luôn. Kim Loan, hoa sen, cúc lê, hồng diệu. Hết mũi quạt tích điện 145. Hết mũi này hai đầu xài xuống lắm không em xuất ngày xài này không à. Hết mũi 3 cái 100.000, cái 35.000. Dầu lăn cho em một lóc dầu lăn này Bình là Tuyết. 2 chai 95.000. Tiền Nguyễn Sáp Trà Xanh Úc 10. Dầu lăn này là ai mà bị đau nửa đầu á mấy chị cũng xài Trần xuống Thị, lắm nha. Phượng, Nguyễn Ngọc. Ai mà bị đau nửa đầu á xài xuống Phạm Tấn Đạt, Nguyên Dương, Phúc Nguyễn, Cô Úc, Minh Mẫn, Nhi Nhi. Hàng của Thái luôn. Hana cho Hoàng Lê, OK chị đẹp nha. Tiến Thành, Phương hàng Kim, của Thái luôn. Sinh Nguyễn, Đông Thu. Chị nào ngay vùng dịch làm OK, ơn mình mới chốt giùm em nha. Tới nơi giao không có được. Lê Quốc Huy, Yến bé 10 hộp 150, 170 cái đồng nghìn em sale 150. OK Minh Nguyễn nha. Chị nào chuyển khoản làm ơn bấm liền giùm em là chị chuyển khoản em biết để đơn lại cho mấy chị chuyển khoản nha. Còn thôi Hiện xuống like là Đông Thu. Em dùng đơn cho mấy chị là em ra Giang đơn Lưu. Ai 4 bình xúc xích 95.000 lại. Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng, chị Đâm Khao. Rồi hết chưa, xuống like nè, chờ còn tới 5-600 Nguyễn luôn. Phương 400 bên đây 200-600. Ít mũi cho Loan Bùi. Máy sấy 85.000 này là gì, còn mấy cái còn có 4 cái nè, cái này dầu là lăn cho Hà Thu bán cho mấy chị 35.000 nha. Chống bé chống em chống bé 35.000 đi, chống bé 35.000. Rồi máy sấy cho em, máy sấy bán cho mấy chị 85.000. để cái máy này vô tao sấy sấy tóc luôn. OK vậy, máy sấy 35.000. Chị nào lấy máy sấy chút máy sấy. Nguyễn Nga, mì chay thùng 195.000, mì thịt bằm cũng 195, hàng của Thái. Mì bò kho là 208, thi ship hàng của Đài Loan 12 chai. Rồi ai lấy gì nữa chốt liền em. Ủ Pháp hôm nay 120 em sale cho mấy chị 100. Ủ Pháp. Dạ đúng rồi Trần Thị Thanh Thủy ơi. Một giờ Thư Thư. Quang chúng bé cho Su Bi Chi Đoàn. Một giờ online. Khi mà ra còn bao nhiêu. Dầu lăn cho Quyên Tạ. Trương Vinh Hương, Phương Ngọc, OK chị Mai Hoa. Còn có 3-4 cái nha. Su Trần, Ngọc Trân, Phi Phi. Anh Nguyễn Lan, Hà Mai Thi Ngọc. Mấy con bên nhiều quá. Hết rồi Trần Sơn ơi. Chúng bé Phương Quyên, Mỹ Huỳnh Ngọc Phụng. Rồi Hoàng Phượng. Chùm lại con. Ít mũi cho hàng Mai Thi Ngọc, cặp bé trai cho muội muội. Em năm bịch em hớt yến mạch rồi bé Phương ơi. Ít mũi cho hàng Mai Thi Ngọc, dầu lăn cho Thảo Kim, máy sấy cho Phương Quyên. Máy sấy Kim Nguyễn, máy sấy Phúc Nguyễn. Thu Hường chuyển khoản rồi anh ra. Mì thùng mì thịt bằm cho chị Thảo, OK xương rồng mì nha, mì sấy Mỹ Quyền. Nha mấy chị nha, mì thịt bằm với mì bò kho phi ship. Á mì thịt bằm với mì cặp bé trai cho Liên Phạm. Dầu lăn xông tinh dầu cho Trần Lam, OK vậy thôi. Ai lấy máy sấy chốt liền giùm em 85.000. Rồi nghỉ nha. Mì bò kho cho Kim Thanh Bùi. Em OK chị đi lên nha, giảm cân gia dụng nha. Giảm cân là giảm cân ba chi đúng không Bình Tuyết ơi? Anh Nguyễn Lan chuyển khoản luôn. OK. Khăn tắm cho Nguyễn Nguyễn, khăn ướt cho Thanh Giang Nguyễn Thị, hết mũi Kim Trinh Thị Tiên, quà tích điện cho Thúy Anh Gáp Thung. Rồi bye mọi người, nếu mà ai chưa đủ đơn em để lại. Còn ai mà đủ đơn mì bò kho là 200.000. Mì bò kho là 280 một thùng phi ship. Đúng rồi, mì bò kho 24 tô mà tô to lắm. 24 tô là bằng 12 tô là bằng 24 tô. Nguyễn Thị Trúc, cái tô nó rất là to. Ăn em ăn không hết luôn mà nhiều lắm. Nha. OK, cô Hải Nguyễn nha. Bên em ship 20.000, xúc xích 4 bịch 95.000, 24 cây. Bình Tuyết chị Lan Phan. À trà tắc là 165.000 một thùng 24 chai. Lệ Hoa. Tuyết Hạnh đơn ngày mai là em gửi không có điện, từ giờ tới 30 là em xin phép mấy chị là hàng là em gửi hết không có điện. OK chị, tại vì không đủ nhân viên, giờ đưa mấy đứa nó xin về quê là coi như về luôn, nấu được lên đâu, bị cách ly liền. Ba thao tám xúc xích 40 chục cho chị Thanh Tèn. Em đang làm nhà nữa nên không có thời gian, không có chỗ luôn á. OK chị Minh Mẫn nha, bánh mực cho Phạm Thảo, máy sấy Kim Nguyễn, dầu lăn Hồ Trinh, máy sấy Trần Phúc, xúc xích Nga Thúy,
Mai Phạm còn xúc đơn đây mới dồn được mình. Nha, còn không còn thì đi rồi nha xúc mấy chị nha. Thu. Không còn thì để đơn gạo lớp ăn hết rồi. Ok, okay đi xu chồng nha. Rồi. Ok bé bông chuyển khoản. Máy sấy khăn rồi, khăn tắm cho Thùy Trần. Mì bò kho cho Minh Mẫn, hít mũi một cái 35, ba cái 100. Diêm Nguyễn Thị Thúy, Hồng Thắm Võ, Trần Ngọc, Phương Ngọc, Thu Hường. Ok Kim Nguyễn, Nguyễn Nguyễn nha. Bắt bên cái máy bên đây ha. Bên chỗ máy chị Thu Hường này nè. Thu Hường hả? Vinh Trương, Nga Trần. Chà bí đao em hết rồi.